Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 95. Trong thời gian một hơi thở, hắn cảm thấy trời đất quay cuồng, cơ thể mất thăng bằng. Tiếp đó, mấy người họ rơi xuống đáy sông. May mà có tu vi nên bọn họ không có vẻ chật vật. Mọi người không sao chứ? Dương Bách Xuyên hỏi. Chủ nhân, ta không sao. Ta cũng không sao. Chít chít. Sợ bóng sợ gió một hồi, mọi người đều không sao. Bấy giờ Dương Bách Xuyên mới bảo Lục Yên Chi lấy bản đồ gia thú ra xem đây là nơi quái quỷ nào. Sao lại đột nhiên xuất hiện một dòng xoáy? Bản đồ gia thú trong tay Lục Yên Chi giống hệt tấm bản đồ của Nguyên Thần Huyễn. Sau khi xem xong, hai người mới biết con sông này là sông Tịch Diệt chảy qua toàn bộ Thái Hoang. Đáy sông có tộc đàn thủy yêu Thái Hoang, là một thế giới thủy yêu. Đặt tên là Tịch Diệt, chắc chắn nơi này vô cùng nguy hiểm. Dương Bách Xuyên dặn dò tất cả mọi người cẩn thận. Hắn quan sát thế giới dưới đáy sông, nơi này không tối tăm như trong tưởng tượng, trái lại trong tầm mắt sáng rực rỡ, mọc rất nhiều loài cây thủy sinh, đá dưới đáy sông tỏa ra ánh sáng có màu sắc khác nhau. Cảnh tượng này khiến Dương Bách Xuyên nghĩ tới thế giới dưới đáy biển Long Cung trong phim Tây Du Ký. Nơi này không thiếu linh khí trong thế giới dưới đáy sông vô cùng dồi dào. Có thể trông thấy thỉnh thoảng dưới đáy sông sẽ sủi bọt khí, sau đó một dòng xoáy lớn sinh ra và di chuyển lên trên. Lúc này mấy người Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi đã biết bọn họ xuống đây như thế nào. Đúng là môi trường tự nhiên dưới đáy sông. Dương đại ca, chúng ta mau đi thôi. Sông Tịch Diệt chảy khắp Thái Hoang Tinh Hải, hiển nhiên không phải nơi tốt lành. Chẳng may gặp phải thủy yêu mạnh mẽ thì chúng ta rắc rối đấy. Lục Yên Chi lo lắng nói. Nhưng lúc này Dương Bách Xuyên lại nghĩ tới một vấn đề. Nơi này hoàn cảnh đặc biệt, ở dưới nước có thể cắt đứt khí tức trên mệnh bài của Lục Yên Chi hay không? Nghĩ tới đây, Dương Bách Xuyên hỏi, Yên Chi, bây giờ ngươi còn cảm ứng được mệnh bài hay là nguyên thần huyễn không? Dương Bách Xuyên hỏi vậy, Lục Yên Chi thoáng sửng sốt, sau đó vui mừng nói, Dương đại ca nói đúng rồi, hình như ta không cảm nhận được khí tức của mệnh bài nữa. Quả nhiên! Vậy tức là nguyên thần huyễn cũng không cảm nhận được khí tức của ngươi. Đây là chuyện tốt, ít nhất chúng ta có cơ hội thoát khỏi nguyên thần huyễn. Nếu ra ngoài, không chừng hai lão già kia sẽ tìm được chúng ta, đến lúc đó mới phiền to. Chỉ bằng chúng ta đi dọc theo con sông này. Dù sao đối với chúng ta mà nói, bất kỳ nơi nào trong Thái Hoang đều tồn tại nguy hiểm. Hơn nữa, càng là nơi nguy hiểm lại càng an toàn. Hai chúng ta đối đầu với nguyên thần huyễn và vào phong âm dương là tình huống chân trần không sợ chân dày. Nếu bọn họ thật sự có bản lĩnh tìm đến đáy sông, sông Tịch Diệt nguy hiểm sẽ là một tầng bảo vệ cho chúng ta. Đằng nào chúng ta cũng đến rồi, tạm thời đừng ra ngoài, cứ đi dưới đáy rồi tính tiếp. Đợi đi một thời gian, chúng ta hẵng ra ngoài. Dương Bách Xuyên ngẫm nghĩ rồi nói. Lục Yên Chi thấy Dương Bách Xuyên nói rất có lý, được, ta nghe theo ngươi. Chít chít chít. Đúng lúc này, con chồn kêu chít chít báo động. Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi căng thẳng. Hai người nhìn về phía con chồn kêu gào, tức thì hít sâu một hơi. Chỉ thấy cách đó mấy chục mét có một con cá kỳ lạ vàng lấp lánh bơi đến. Nói là kỳ lạ bởi vì nó dài 4-50 mét, trên đầu mọc một cái sừng, dưới bụng có hai cái chân dài 3 mét trông giống chân vịt, lúc bơi bọt nước cuồn cuộn tạo thành sóng lớn. Làm cho Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi không đứng vững. Thú ngũ hành chuẩn bị tấn công, định nhào tới. Nhưng Dương Bách Xuyên vội vàng hô, trước tiên đừng làm gì hết. Hình như con cá này không có ác ý. Nghe vậy thú ngũ hành dừng lại. Nháy mắt con cá lớn này đã bơi đến bên cạnh bọn họ, đôi mắt to như chuông đồng liếc nhìn Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi, sau đó nó lại bơi đi. Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi thở phào nhẹ nhõm, mặc dù trên bản đồ viết nơi này có tộc đàn thủy yêu, nhưng không phải tất cả thủy yêu đều hung ác. Dương Bách Xuyên không cho thú ngũ hành tấn công vì sợ chọc giận con cá kỳ lạ kia. Nó vốn không có ác ý, nhưng nếu chọc giận nó thì không biết sẽ gây ra họa gì. Con chồn sợ bóng sợ gió một hồi, ngượng ngùng kêu chít chít vài tiếng ý là nó khiến mọi người căng thẳng rồi. Dương Bách Xuyên mỉm cười, không để ý. Sau đó hắn dứt khoát đi chậm chậm về phía trước. Dù sao đến được nơi này cũng là cơ duyên,
mở mang hiểu biết cũng là một kiểu tu hành. Đột nhiên con trồn bay vèo ra ngoài. Hương Hương quay lại đây. Dương Bách Xuyên hiểu rõ tính cách con trồn, trình độ gây họa của nó đứng đầu đám linh thú. Hắn cũng biết nó hiếu động nên vội vàng gọi nó về. Có trời mới biết thế giới dưới đáy sông có cái gì, đừng để con trồn chọc phải nhân vật lợi hại. Nhưng con trồn rất hưng phấn, phất lờ Dương Bách Xuyên, thoáng cái đã biến mất trong tầm mắt hắn. Dương Bách Xuyên nổi giận, nhưng cũng bó tay với con trồn. Nghĩ đến lại nhức hết cả đầu, hắn chỉ có thể vội vàng đuổi theo. Theo hiểu biết của hắn về con trồn tham ăn này, nhất định là nó đã phát hiện ra thiên tài địa bảo nào đó, hơn nữa còn là chủng loại ăn ngon. Dương Bách Xuyên đuổi theo con trồn, trong lòng cũng ấp ủ chờ mong. Hắn biết rõ thiên phú tầm bảo của con trồn, từ trước đến giờ chưa từng thất thủ. Chỉ thấy con trồn chui vào trong một đám rong rêu cao bằng người rồi biến mất dạng. Rong rêu dưới đáy sông tịch diệt sặc sỡ sắc màu, trông rất đẹp, có lẽ là do môi trường sống nên vô cùng tươi tốt. Sau khi con trồn chui vào rong rêu liền biến mất. Dương Bách Xuyên, Lục Yên Chi và thú ngũ hành theo sát phía sau, đột nhiên một tiếng thét kinh thiên động địa vang lên bên tai. Oe! Tiếng oe giống tiếng khóc của trẻ sơ sinh, nhưng đinh tai nhức óc, chấn động nguyên thần. Dương Bách Xuyên đang ở trong đám rong rêu. Sau khi hắn nghe thấy tiếng thét chói tai này, sắc mặt chợt thay đổi. Hiển nhiên là con trồn đã gây họa, chọc phải thủy yêu mạnh. Chít chít chít. Tiếng kêu sợ hãi của con trồn vang lên. Dương Bách Xuyên ra sức chạy tới, nhưng có quá nhiều rong rêu. Hắn trở tay, kiếm đầu long xuất hiện. Hắn thôi động chân khí, kiếm khí bay ngang xẻ dọc phá hủy rong rêu chặn phía trước, nhờ vậy mới đi nhanh hơn. 3 phút sau, Dương Bách Xuyên nhẩm tính mình đã đi được khoảng 100 mét trong đám rong rêu, đột nhiên hai mắt sáng ngời. Hắn đi ra khỏi đám rong rêu, cảnh tượng đập vào mắt khiến hắn hít sâu một hơi. Chỉ thấy phía trước là một núi đá ngầm lớn. Đáy sông tịch diệt rất rộng lớn, mặt sông rộng khoảng 200 mét, dưới đáy sông xuất hiện dãy núi đá ngầm cũng là chuyện bình thường. Lúc này, bên trong dãy đá ngầm có một con yêu thú thân hình to lớn, thậm chí rất béo, trông giống cá sấu đang đuổi theo con trồn. Thú nhân viên ngạc ngư, Dương Bách Xuyên hét thất thanh. Trong vô số truyền thừa mà sư phụ để lại tất nhiên không thiếu ghi chép về các loại yêu thú ở tu chân giới. Sau khi Dương Bách Xuyên nhìn thấy con yêu thú này, trong đầu lập tức nhớ ra cái tên này. Nhìn từ xa con thủy yêu này cao gần 6 mét, cơ thể to béo như vạc nước, đầu vượn thân cá sấu, thoạt nhìn giống đầu người. Cái tên thú nhân viên ngạc ngư vô cùng phù hợp. Tiếng oe như tiếng khóc nỉ non làm chấn động tinh thần. Trong ghi chép truyền thừa mà sư phụ để lại, thú nhân viên ngạc ngư vừa chào đời đã có thực thực tương đương kim đan của nhân loại. Thú nhân viên ngạc ngư trưởng thành có thực lực tương đương cảnh giới phi thăng, thậm chí còn mạnh hơn. Từ khí tức có thể cảm nhận được con thú nhân viên ngạc ngư trước mặt có thực lực ít nhất là độ kiếp kỳ. Điều này khiến khóe miệng Dương Bách Xuyên dần giật, năng lực gây họa của con trồn đúng là càng ngày càng mạnh. Một con thú nhân viên ngạc ngư có khí tức tương đương độ kiếp không khó đối phó. Nhưng trong ghi chép giới thiệu loài yêu thú này là tộc quần cư. Dương Bách Xuyên nhìn dãy núi đá ngầm không thấy điểm cuối, e là sẽ xuất hiện một bầy thú nhân viên ngạc ngư. Nếu đúng là vậy thì mấy người họ ăn hành rồi. Đột nhiên Dương Bách Xuyên nhìn thấy hình như con trồn nhảy lon ton trên con đường tối mù đang ngậm cái gì đó sáng lấp lánh trong miệng. Giờ thì hắn hiểu rồi, hèn chi người ta đuổi theo không bỏ. Con trồn lại tái phát tật cũ, lấy mất bảo bối nào đó của nhân viên ngạc ngư. Dương Bách Xuyên nhìn trái cây to bằng nắm tay, tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt, cách rất xa mà vẫn ngửi thấy hương thơm kỳ lạ. Lúc này, Lục Yên Chi thốt lên đầy kinh ngạc là quả địa nguyên tinh phách. Dương Bách Xuyên hết sức kinh ngạc, nhưng hiện tại hắn không có thời gian hỏi địa nguyên tinh phách là quả gì. Bởi vì lúc này con trồn đã bị dồn tới góc chết chỗ đá ngầm. Kêu chít chít cầu cứu. Dương Bách Xuyên lắc mình xuất hiện bên cạnh nhân viên ngạc ngư, tiếp đó chém mạnh một kiếm lên người thú nhân viên ngạc ngư. Phập. Oe. Một nhát kiếm của hắn chém vào người thú nhân viên ngạc ngư, làm phát ra tiếng phập nặng nề, nhưng cũng chỉ khiến thú nhân viên ngạc ngư thét lên vì đau. Trên lưng nó vẫn còn một vết đao để lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền.
Dương Bách Xuyên sốc luôn. Mặc dù một nhát kiếm này của hắn chém xuống rất nhanh, không sử dụng kỹ năng chiến đấu, nhưng tu vi vừa mới đột phá đến cảnh giới hợp thể trung kỳ, hơn nữa kiếm đổ long vốn sắc bén, cho dù là tu sĩ đại thừa kỳ cũng khó mà chống đỡ. Dương Bách Xuyên đã chém trúng người nhân viên Ngạc Ngư, nhưng hiện thực khiến hắn chấn động. Trước giờ hắn chưa từng gặp phải yêu thú có nhục thể cường đại như vậy, e là nhục thể của hắn cũng không cứng bằng. Một nhát kiếm không gây tổn thương cho thú nhân viên Ngạc Ngư, trái lại còn chọc giận nó. Song con trồn đã thoát nạn, vừa kêu chít chít vừa trốn sau lưng Dương Bách Xuyên. Mà hổ khẩu của Dương Bách Xuyên đã bị rách. Oe oe. Đuôi của thú nhân viên Ngạc Ngư thình lình vung tới, mang theo khí thế không gì sánh bằng. Tốc độ rất nhanh, Dương Bách Xuyên không tránh kịp, chỉ có thể hô lên kiếm trận Hắc Liên. Một kiếm gắng gượng chống đỡ. Ầm ầm ầm. Vụ nổ lớn khiến nước cuộn trào. Dương Bách Xuyên bị sức mạnh khổng lồ đánh bay ra ngoài. Bộp. Cơ thể va vào đá ngầm. Hắn hộc máu, tim gan chấn động, sức mạnh quá lớn, tối thiểu là thực lực độ kiếp hậu kỳ, thậm chí đại viên mãn. Cứ đánh thế này thì e là không tới vài lượt nữa hắn sẽ toi đời. Khi bay ra khỏi đống đá ngầm, Dương Bách Xuyên nghe thấy tiếng hét thảm thiết của thú ngũ hành. Gừ gừ. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy thú ngũ hành bị đuôi của thú nhân viên Ngạc Ngư quất bay ra ngoài. Úi. Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi, ngay cả thú ngũ hành cũng không đỡ nổi một đòn. Hắn quan sát thú nhân viên Ngạc Ngư, vị trí lúc nãy trúng một nhát kiếm quyết Hắc Liên không có chút tổn thương nào. Mức độ phòng ngự rắn chắc của cơ thể có thể nói là biến thái. Lúc này, thú nhân viên Ngạc Ngư lại nhào tới thú ngũ hành, vô cùng hung dữ. Dương Bách Xuyên nhìn là biết thú ngũ hành không thể thắng thú nhân viên Ngạc Ngư. Nếu mình không giúp thì e là thú ngũ hành sẽ chịu thiệt. Trình độ kiếm kỹ hiện tại không có nhiều tác dụng với thú nhân viên Ngạc Ngư, Dương Bách Xuyên thầm niệm trong đầu, pháp tướng thần thông thập nhị chí tôn xuất hiện. Hắn định dùng sức mạnh thần thông cường đại. Nhưng lúc này Lục Yên Chi lại hét lên, Dương đại ca, con súc sinh này có huyết mạch yêu thú viễn cổ của hung thú thái hoang, sức lớn vô cùng, không thể dùng bạo lực. Ngươi và thú ngũ hành nghĩ cách kéo dài thời gian ba hơi thở. Ta dùng độc đối phó với nó. Nghe vậy Dương Bách Xuyên gật đầu, biện pháp này của Lục Yên Chi rất đáng tin. Sau khi hóa hân thành pháp tướng cao 3 mét, Dương Bách Xuyên bước ra một bước tới phía sau thú nhân viên Ngạc Ngư, tay kết ấn miệng hét to kim cương ấn. Tức thì trong lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng vàng, một phù văn cổ xưa như ẩn như hiện. Tiếp đó, bàn tay khổng lồ của Dương Bách Xuyên giáng xuống đầu nhân viên Ngạc Ngư. Đồng thời hắn hét gọi thú ngũ hành, tiểu ngũ. Thú ngũ hành hiểu ý, thét dài, gừ. Sau đó, toàn thân ánh sáng ngũ sắc trên người thú ngũ hành hội tụ thành một cột sáng bao quanh người thú nhân viên Ngạc Ngư. Dương Bách Xuyên thi triển kim cương ấn, bàn tay khổng lồ giáng xuống đầu thú nhân viên Ngạc Ngư làm phát ra một tiếng nổ vang. Sau đó, cột sáng ngũ sắc của thú ngũ hành bao trùm lên người thú nhân viên Ngạc Ngư. Oe oe. Thú nhân viên Ngạc Ngư phát ra tiếng hét to đầy đau đớn, tiếng kêu oe oe khiến người ta buồn bực. Nhưng bị Dương Bách Xuyên và thú ngũ hành áp chế. Lúc này, Lục Yên Chi xuất hiện trước mặt thú nhân viên Ngạc Ngư. Nàng ta vung tay về phía thú nhân viên Ngạc Ngư, một luồng khí màu xanh đen ập thẳng tới nó. Sau đó, toàn thân Lục Yên Chi phát sáng, tay bấm pháp quyết, từng tia sáng lục sắc bắn vào trong cơ thể của thú nhân viên Ngạc Ngư. Oe oe oe. Thú nhân viên Ngạc Ngư gầm thét chống cự, thoát khỏi áp chế của Dương Bách Xuyên và thú ngũ hành. Điều này khiến mặt ba người biến sắc. Oe! Trong tiếng gầm giận dữ, thú nhân viên Ngạc Ngư nhào về phía Lục Yên Chi, bởi vì Lục Yên Chi đứng cách nó 3 mét. Dương Bách Xuyên hoảng sợ, vội vàng tung một quyền. Nhưng giây tiếp theo, đột nhiên thú nhân viên Ngạc Ngư run lên như bị điện giật, sau đó ngã ra đất bất động. Tuy nhiên, Dương Bách Xuyên vẫn đánh lên người thú nhân viên Ngạc Ngư. Dầm. Sau một tiếng vang lớn, thú nhân viên Ngạc Ngư bị Dương Bách Xuyên nện vào trong bùn dưới đáy sông, xuất hiện một cái hố to. Đáy nước nơi này khác với bên ngoài, không có nước bùn cho nên vung tay đánh nhau không có vẩn đục, có thể nhìn thấy được rất rõ. Thú cá sấu vượn người bị Dương Bách Xuyên đập vào hố to, không thể động đậy. Đã chết.
Thú ngũ hành đứng bên cạnh hố to nhìn thú cá sấu vượn người, nói. Dương Bách Xuyên triệt bỏ pháp tướng, có chút kinh ngạc, đã chết. Không có sự sống, chết rồi, thú ngũ hành xác định. Dương Bách Xuyên nhìn về Lục Yên Chi, giơ lên ngón tay cái, hắn hiểu không phải một quyền của hắn đánh chết, một quyền của hắn chỉ tăng tốc cái chết của yêu thú, còn Lục Yên Chi dùng độc chết thú cá sấu vượn người. Lúc này hắn có hiểu biết rõ ràng về độc thể của Lục Yên Chi. Cũng rất khiếp sợ. Thủ lĩnh thú cá sấu vượn này da dày thịt béo, hắn và thú ngũ hành cũng chưa nắm chắc giết chết được, nhưng lại bị Lục Yên Chi nhẹ nhàng độc chết. Độc công như vậy thật sự làm tim đập nhanh. Nhưng cũng may hiện tại Lục Yên Chi không phải kẻ địch, mà là muội muội gọi một câu đại ca. Lục Yên Chi ngượng ngùng cười nói, ta cũng chỉ nhặt tiện nghi. Cũng trùng hợp nhờ họa được phúc mà ách nạn độc thể tiến một cấp, nếu không ta không thể độc chết thủ lĩnh thú cá sấu vượn này. Nghe Lục Yên Chi nói vậy, Dương Bách Xuyên không dám nghĩ thêm, sau khi ách nạn độc thể của nàng ta hoàn thành, lúc đó độc công sẽ có uy lực như thế nào? Nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên không nhìn được hỏi, Lục Yên Chi, hiện tại cách ách nạn độc thể hoàn thành còn bao xa? Lục Yên Chi nói, khoảng một đường. Hiện tại cần đồ bổ tẩm bổ ách nạn độc thể mới có thể hoàn thành. Biết tẩm bổ mà Lục Yên Chi nói là hấp thu luyện hóa các loại kịch độc, thiên tài địa bảo, mặc dù mấy thứ này là kịch độc nhưng đều là đồ bổ cho tiên thiên ách nạn độc thể, lấy độc dưỡng độc, hắn cũng từng đọc qua về vấn đề này trong thần ma y điển. Tiếp tục hỏi, nếu ách nạn độc thể của ngươi hoàn thành, có thể độc chết cao thủ cấp bậc như nguyên thần huyễn không? Lục Yên Chi hiểu tâm tư của Dương Bách Xuyên. Cười khổ, Dương đại ca, trên lý luận nếu ách nạn độc thể hoàn thành thì có thể độc chết cao thủ cấp bậc như nguyên thần huyễn. Nhưng dù sao nguyên thần huyễn cũng là địa tiên tam chuyển, bản thân cũng là cấp bậc đại sư, nếu thật sự đối mặt, ông ta có phòng bị thì tất cả đều vô nghĩa, hơn nữa chỉ cần tu vi địa tiên tam chuyển thôi, e rằng không thể lại gần. Hơn nữa nếu ách nạn độc thể của ta hoàn thành, ta có cảm giác tu vi phải đột phá lên được hợp thể cảnh đại viên mãn. Nếu không không dám tùy tiện tẩm bổ ách nạn độc thể, tu vi không đủ bản thân sẽ không thừa nhận được sức mạnh của ách nạn độc thể. Dương Bách Xuyên nghe xong trầm tư một lúc, hắn cũng có suy nghĩ mượn ách nạn độc thể của Lục Yên Chi đối phó với nguyên thần huyễn, nếu không thật sự không còn cách nào khác, hơn nữa bên cạnh nguyên thần huyễn còn có phòng âm dương, không giải quyết được hai lão già này bọn họ sẽ không được yên bình, lúc nào cũng có thể bị giết. Vừa rồi nhìn thấy Lục Yên Chi nhẹ nhàng độc chết một con cá sấu làm Dương Bách Xuyên biết được sự lợi hại của ách nạn độc thể, nếu ách nạn độc thể của Lục Yên Chi hoàn thành, có thêm sự trợ giúp của hắn và thú ngũ hành, ba người phối hợp với nhau, nói không chừng có thể giết chết được hai lão già nguyên thần huyễn và phong âm dương. Đây cũng là biện pháp duy nhất hắn nghĩ ra được, nhưng thật ra đối với hai lão quái vật cấp bậc như kia, cho dù ngoài miệng nói nhẹ nhàng, có thủ đoạn đối phó nhưng trong lòng không hề có tự tin. Ngẫm nghĩ một lúc, Dương Bách Xuyên còn nói thêm, nếu nguyên thần huyễn không phải địa tiên tam chuyển mà là độ kiếp kỳ thì sao? Hai mắt Lục Yên Chi sáng lên, nói, suýt chút nữa quên mất, tu sĩ trên đại thừa kỳ bước vào địa đạo dưới độ kiếp kỳ, khi vào trong sẽ bị pháp tắc thái hoang áp chết xuống giai đoạn độ kiếp kỳ đại viên mãn. Nếu như vậy, dưới tình huống ách nạn độc thể của ta hoàn thành, có lẽ chúng ta có 5 phần cơ hội giết chết nguyên thần huyễn và phong âm dương. Đến lúc đó ách nạn chi độc của ta cũng đủ để giết bọn họ, khó khăn còn lại là hạ độc bọn họ kiểu gì, chỉ cần có cơ hội dùng độc lên người bọn họ thì có thể giết chết bọn họ. Sau khi nói xong, Lục Yên Chi cười khổ, nhưng Dương đại ca, muốn ách nạn độc thể hoàn thành quá khó, không có độc dược tuyệt đối độc bổ dưỡng rất khó có thể làm ách nạn độc thể hoàn thành, hơn nữa tu vi còn phải đột phá lên độ kiếp kỳ mới được. Lục Yên Chi không nói tiếp, nhưng Dương Bách Xuyên biết nàng ta muốn nói rất khó. Nhưng đột nhiên Dương Bách Xuyên cười nói, quên nói cho ngươi, đại ca chính là luyện đan sư cao cấp, còn là cấp bậc tông sư, không hề kém cạnh so với những luyện đan tông sư ở tu chân giới, có thể luyện được đan dược cao cấp, giúp ngươi đột phá không khó. Vấn đề là bây giờ trong tay còn thiếu một gốc cây hơn vạn năm, mấy linh dược phụ trợ khác thì đủ rồi, còn đan dược bổ dưỡng ách nạn độc thể cũng có thể luyện chế được, nhưng khuyết thiếu linh dược tính độc, cái này tạm thời không vội, chúng ta đang ở Thái Hoang Tinh Hải. Sẽ không đến mức thiếu thốn linh dược. Hiện tại chế tạo một mục tiêu kế hoạch, các ngươi xem được không? Đầu tiên, chúng ta phải tăng lên thực lực tu vi, thú ngũ hành cũng sắp đột phá,
chính ta cũng sẽ cố gắng đột phá lên hợp thể cảnh hậu kỳ, Yên Chi đột phá lên độ kiếp kỳ. Cách để chúng ta đột phá sẽ là đan dược ta luyện chế một loại đan dược cao cấp, cần linh dược niên đại ít nhất 3 vạn năm, lúc đó mới có thể luyện chế ra được đan dược giúp chúng ta đột phá. Cho nên tiếp theo chúng ta sẽ nỗ lực đạt được mục tiêu này, chỉ có tăng lên tu vi chúng ta mới có thể có năng lực bảo vệ bản thân ở trong thái hoang, sau đó sẽ là mục tiêu giúp ách nạn độc thể của Yên Chi hoàn thành. Chờ ách nạn độc thể của Yên Chi hoàn thành, tu vi thực lực của chúng ta cũng đều tăng lên, đến lúc đó sẽ có cơ hội đối phó với Nguyên Thần Huyễn và Phong Âm Dương, bởi vì trong địa vực dưới độ kiếp kỳ, tu vi của hai lão già kia đã bị pháp tắc của Thái Hoang áp chế thành độ kiếp kỳ đại viên mãn. Ta và thú ngũ hành đều có thực lực chiến đấu vượt cấp, đối chiến với độ kiếp đại viên mãn, cộng thêm ách nạn độc thể của Yên Chi đã hoàn thành, chúng ta chưa chắc không có cơ hội giết chết Nguyên Thần Huyễn và Phong Âm Dương, đến lúc đó vô dụng nhất cũng không cần phải chạy trốn khắp nơi, bị đuổi theo chạy tán loạn. Ta đều nghe theo chủ nhân. Ta cũng nghe theo Dương đại ca. Thú ngũ hành và Lục Yên Chi nghe xong đều không có ý kiến, 100% tin tưởng Dương Bách Xuyên, cũng nghe xong Dương Bách Xuyên phân tích, bọn họ có cơ hội, quan trọng nhất là Dương Bách Xuyên có thể luyện chế được đan dược cao cấp. Sau khi Lục Yên Chi biết Dương Bách Xuyên có thể luyện chế được đan dược cao cấp, lòng tin càng tăng thêm. Ở tu chân giới, luyện đan sư cao cấp chính là cấp bậc chân bảo, quan trọng giống như tu sĩ y đạo cao cấp. Chi chi. Lúc này chồn nhỏ nhảy ra, đứng trên vai Dương Bách Xuyên, kêu hai tiếng tỏ vẻ nó cũng muốn hỗ trợ. Dương Bách Xuyên trừng mắt liếc nhìn chồn nhỏ, nói, người đừng gây họa cho ta là được, nhưng lần này muốn tìm kiếm linh dược trên vạn năm cần phải có thiên phú của ngươi, nếu ngươi có thể tìm được linh dược 3 vạn năm, có thể lấy công chuộc tội cho lần gây rắc rối này, đi đến đâu cũng không yên phận được. Trong mục tiêu kế hoạch của Dương Bách Xuyên, chồn nhỏ là yếu tố quan trọng nhất, bởi vì chồn nhỏ có thiên phú tầm bảo, am hiểu tìm bảo bối. Chi 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 nghe Dương Bách Xuyên nói, chồn nhỏ vội vàng gật đầu, tỏ vẻ không thành vấn đề, múa may móng vuốt nhỏ, làm ra hành động vỗ ngực, làm cho Lục Yên Chi bật cười. Dương Bách Xuyên rất đau đầu về chồn nhỏ, nhưng lại không có cách nào, hắn biết gặp rắc rối là thiên tính của chồn nhỏ. Nhưng cố tình trong các linh thú, Dương Bách Xuyên yêu thích chồn nhỏ nhất, không nỡ khiển trách nó. Mỗi lần gặp rắc rối định khiển trách nó, chồn nhỏ sẽ chớp chớp đôi mắt to giả vờ đáng thương, Dương Bách Xuyên mềm lòng, rõ ràng biết chồn nhỏ giả vờ nhưng lại không ra tay được. Nghĩ đến lần này chồn nhỏ gây rắc rối chọc đến một con hung thú hung hãn da dày thịt béo như cá sấu vượn người, chứng tỏ chồn nhỏ tìm được thứ gì đó ghê gớm. Lúc nãy hình như Lục Yên Chi nói, trái cây nguyên tinh phách, gì đó, đây là lần đầu tiên Dương Bách Xuyên nghe qua, nhìn chồn nhỏ. Nheo mắt vươn tay nói, lấy ra đây. Chi chi chồn nhỏ nhìn Dương Bách Xuyên, vẻ mặt vô tội, tỏ vẻ không biết Dương Bách Xuyên muốn cái gì. Dương Bách Xuyên buồn cười, chồn nhỏ cũng học được giả ngu. Đừng để ta nói lần thứ hai, lấy ra. Dương Bách Xuyên hung dữ nói. Chi 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 chồn nhỏ kêu to, múa may hai móng vuốt, chép miệng, sau đó sờ sờ bụng nhỏ của mình, tỏ vẻ nó đã ăn rồi. Dương Bách Xuyên đen mặt, vùng tay xách chồn nhỏ lên, uy hiếp nói, không giao cũng được, sau này đừng mơ bước vào núi Linh Đào, hơn nữa sau này luyện chế được đan dược tốt ta sẽ đưa hết cho tiểu ngũ, không để lại cho ngươi dù là một viên, xem ngươi có giao ra hay không. Nói xong, Dương Bách Xuyên ném chồn nhỏ sang một bên. Chi 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 chi. Một lúc sau, chồn nhỏ nhảy lên trên vai Dương Bách Xuyên, vẻ mặt do dự nhỏ giọng kêu, ý nói. Ta giao cho ngươi là được nhưng phải đưa linh đào và đan dược cho ta. Dương Bách Xuyên lạnh lùng hừ một cái, cố ý sụ mặt, hắn hiểu rõ bản tính của chồn nhỏ, uy hiếp một chút là được, bởi vì chồn nhỏ đặc biệt thích ăn linh đào trong núi Linh Đào ở không gian hồ Càn Khôn, dù sao đồ vật trong không gian hồ Càn Khôn đều là vật vô giá. Hơn nữa lần nào cũng đưa đan dược tốt nhất cho chồn nhỏ ăn, hắn biến cái miệng của chồn nhỏ trở nên xảo quyệt, dùng cái này uy hiếp chồn nhỏ rất có hiệu quả. Quả nhiên chồn nhỏ nhận thua, ý bảo Dương Bách Xuyên duỗi tay. Dương Bách Xuyên cười mắng, biết ngay ngươi giấu riêng, lấy ra. Chi chi. Chồn nhỏ không tình nguyện gầm lên, ý nói mất nửa ngày, ta suýt chút nữa bị thú cá sấu vượn người ăn mất mới lấy được một viên, còn bắt ta giao ra. Trong bụng chồn nhỏ có chứa càn khôn, Dương Bách Xuyên biết nó không ăn,
có bảo bối ăn ngon chồn nhỏ sẽ giấu đi, đặc biệt là linh quả thiên địa. Quả nhiên há mồm phun ra một trái cây màu vàng nhỏ bằng nắm tay trẻ con, nằm trên lòng bàn tay của Dương Bách Xuyên. Chi chi! Chồn nhỏ tủi thân kêu to, cực kỳ không cam lòng. Nhưng Dương Bách Xuyên vừa nhìn thấy trái cây thì ngẩn người, hắn hoàn toàn bị trái cây hấp dẫn sự chú ý. Nhìn kỹ Dương Bách Xuyên có cảm giác quen mắt, tìm trong đầu ghi chép của sư phụ để lại, quả nhiên tìm được, trong ghi chép về thiên tài địa bảo ở tu chân giới, trái cây này gọi là quả thủy nguyên tinh linh. Lúc trước Lục Yên Chi gọi nó là trái cây nguyên tinh phách, nhưng Dương Bách Xuyên thấy trong truyền thừa sư phụ để lại nó tên là quả thủy nguyên tinh linh, hắn cũng biết thỉnh thoảng một loại linh quả hoặc linh dược sẽ có vài cái tên. Dù là trái cây nguyên tinh phách hay quả thủy nguyên tinh linh đều như nhau. Quan trọng là hắn biết linh quả này là thiên tài địa bảo cực kỳ quý hiếm. Trong truyền thừa sư phụ để lại để ghi chép kỹ càng tỉ mỉ về công hiệu và ảnh hưởng của từng loại thiên tài địa bảo, cho nên lúc này trong lòng Dương Bách Xuyên mừng như điên. Trái cây giống ghi chép như đúc, quả thủy nguyên tinh linh, là quả thuộc tính thủy, lại là tinh hoa sức nước thiên địa, mọc lên ở nơi thủy lực tràn trề. Theo ghi chép, thủy nguyên tinh linh chính là một gốc cây thủy nguyên ăn quả mọc lên ở nơi hội tụ tinh hoa sức nước thiên địa. Một gốc cây thủy nguyên ăn quả mất khoảng 9.000 năm mới ngưng tụ ra được 9 quả thủy nguyên tinh linh, cực kỳ hiếm gặp. Quan trọng hơn, quả thủy nguyên tinh linh được gọi là tinh linh bởi vì có được linh tính, lúc kết trái hấp thu linh khí tinh hoa sức nước thiên địa, trong trái cây sẽ hóa ra một tiểu tinh linh hình người, cho nên được gọi là tinh linh. Thật ra tiểu tinh linh bên trong chính là sức mạnh thủy nguyên tinh phách cực kỳ tinh thuần, loại quả này có thể luyện đan luyện dược dầu cao vạn kim, có tác dụng điều tiết dược tính mạnh. Hơn nữa nếu luyện đan, dù là đan dược gì, chỉ cần cho thêm quả thủy nguyên tinh linh thì có thể làm đan dược sinh ra chân khí và lực lượng thần hồn cùng lúc. Nói cách khác, dùng quả thủy nguyên tinh linh luyện đan dược có thể bổ sung chân khí hoặc bổ sung thần hồn, tăng cường sức mạnh nguyên thần. Dò hỏi Lục Yên Chi, những gì nàng biết đến cũng không khác mấy, quan trọng hơn Lục Yên Chi nói loại trái cây này từng xuất hiện trong hội đấu giá ở tổng bộ Nhật Nguyệt Tinh Thần. Nàng ta nói, 30 năm trước có người có được một trái cây nguyên tinh phách từ dưới biển sâu, lúc đó tổng bộ Nhật Nguyệt Tinh Thần đã bán ra với giá 30 vạn linh thạch thượng phẩm. Dương Bách Xuyên nghe xong hai mắt tỏa sáng, nhìn về phía chồn nhỏ, hỏi, chồn nhỏ, người lấy được bằng cách nào vậy? Chi chi chi. Chồn nhỏ kêu to khua chân múa tay, nói có được trong huyệt động của thú cá sấu vượn người, nhưng không mọc ở trên cây mà ở trong lòng ngực của cá sấu vượn người. Nó trực tiếp trộm rồi chạy, không ngờ bị cá sấu vượn người đuổi theo. Dương Bách Xuyên dở khóc dở cười, chồn nhỉ tìm lại xem, loại linh quả thiên địa này mọc trên cây, tổng cộng có 9 quả, có lẽ gần đây có một gốc cây thủy nguyên, có lẽ cá sấu vượn người có quả thủy nguyên tinh linh do tình cờ. Chi chi chi. Chồn nhỏ nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, hai mắt tỏa sáng, liên tục gật đầu, tổng cộng có một viên thủy nguyên tinh linh đã bị Dương Bách Xuyên cướp đi, nó rất không vui. Hiện tại nghe thấy có cả một gốc cây thủy nguyên, hai mắt sáng rực. Sau đó chồn nhỏ ngồi xổm trên bả vai của Dương Bách Xuyên, dùng mũi ngửi hương vị trong không khí, hoặc nói cách khác ngửi hương vị của nước, phán đoán xem có hơi thở của quả thủy nguyên tinh linh hay không. Mặc dù ở đáy nước nhưng mọi người đều có pháp lực, không hề bị nước sông ảnh hưởng, không khác gì ở trên mặt đất, chẳng qua hao phí một chút chân khí này không hề đáng kể. Rất nhanh hai mắt chồn nhỏ sáng lên, nâng móng vuốt chỉ vào núi đá ngầm phía xa, kêu to lên. Chồn nhỏ, người ngửi được hơi thở của quả thủy nguyên tinh linh ở bãi núi đá ngầm đó. Chi chi chi, chồn nhỏ kêu to, gật đầu tỏ vẻ không sai. Dương Bách Xuyên chưa bao giờ nghi ngờ thiên phú tầm bảo của chồn nhỏ, nếu chồn nhỏ nói có, vậy Dương Bách Xuyên sẽ đi xem. Lục Yên Chi hơi lo lắng, nói, Dương đại ca. Liệu có nguy hiểm hay không, thủ lĩnh thú cá sấu vượn ở trong sơn động đá ngầm, phía xa kia có nhiều sơn động đá ngầm như vậy, ta lo lắng có nhiều thú cá sấu vượn người. Loại hung thú này một con đã khó đối phó, nếu đụng phải một đàn thì phải làm sao? Yên Chi, ta biết ngươi lo lắng, nhưng loại linh quả quý hiếm này đáng giá mạo hiểm, ngươi không biết quả thủy nguyên tinh linh này có ý nghĩa như thế nào với tu sĩ y đạo hoặc luyện đan sư đâu, tác dụng quá lớn. Nói đơn giản. Ta có một quả thủy nguyên tinh linh, ta luyện chế đan dược, dù là xác suất thành công hay phẩm cấp đều tăng lên một cấp, thậm chí loại trái cây ẩn chứa tinh hoa thủy nguyên này,
bên trong sẽ hình thành tinh linh hình người, có tác dụng kiểm soát bình cảnh phá vỡ vách tường, gặp được linh quả là cơ duyên, bỏ lỡ sẽ để lại tiếc nuối. Từ lúc chúng ta bước vào Thái Hoang cũng đã mạo hiểm, cho nên đáng giá cực mạng, chẳng may có thể có được thêm mấy viên. Ta dám cam đoan sau khi luyện thành đan dược, tu vi của chúng ta có thể tăng lên một tiểu cảnh giới, vượt xa trăm năm khổ tu. Hai mắt Dương Bách Xuyên tỏa sáng, thật ra trong lòng hắn muốn có được hết cả cây thủy nguyên, sau đó nuôi dưỡng trong không gian hồ Càn Khôn, như vậy hắn sẽ có thêm nhiều quả thủy nguyên tinh linh. Sau này dù luyện chế đan dược gì, tác dụng điều hòa dược tính của trái cây thủy nguyên tinh linh quá lớn. Nghĩa là Dương Bách Xuyên muốn luyện chế một loại đan dược nhưng khuyết thiếu một cây linh dược thuộc tinh hỏa, nhưng trên tay cũng không có linh dược thuộc tính hỏa thích hợp, mà có linh dược thuộc tính mộc. Lúc này một quả thủy nguyên tinh linh thuộc tính mộc có thể thay đổi được thuộc tính của linh dược thuộc tính mộc, do đó giải quyết được vấn đề khuyết thiếu linh dược. Đối với luyện đan sư, bở lõ quả thủy nguyên tinh linh là tội nghiệt. Dã tâm của Dương Bách Xuyên rất lớn, muốn có được cả một gốc cây thủy nguyên. Làm sao hắn có thể bỏ qua cơ hội này? Nguy hiểm chắc chắn có, nhưng nếu không mạo hiểm sao biết có thành công hay không? Nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, Lục Yên Chi cũng gật đầu, được, ta nây ngươi, vậy chúng ta xuất phát đi. Dương Bách Xuyên cười nói, từ từ đã, thủ lĩnh cá sấu vượn da dày thịt béo, không thể bỏ qua, sau khi lột da có thể luyện chế được hai bộ chiến giáp chất lượng cao, các ngươi chờ ta chút. Dứt lời, Dương Bách Xuyên nhảy vào trong hố, đứng lên thú cá sấu vượn người. Thú cá sấu vượn người đã bị Lục Yên Chi độc chết nên thịt của nó không thể ăn. Nhưng Dương Bách Xuyên chuẩn bị lột da của nó xuống, đợi khi trở về sẽ luyện chiến giáp cho hắn và Lục Yên Chi, đi lại ở Thái Hoang này cũng sẽ an toàn hơn. Chiến giáp lúc trước của hắn đã tặng hết cho đồ đệ, hiện tại hắn chẳng còn cái nào để mặc. Hắn dùng kiếm đồ long thi triển kiếm trận hắc liên cũng không làm gì được thú cá sấu vượn người, nếu dùng để luyện chế chiến giáp thì chắc chắn sẽ rất tốt. Dương Bách Xuyên đứng trên người thú cá sấu vượn người. Hắn tập trung chân khí dùng kiếm lột lớp da lông cá sấu vượn người xuống. Lạch cạch. Tia lửa văng ra khắp nơi. Sắt thép chắc cũng cứng vậy thôi. Nhìn một kiếm của hắn chém ra dấu vết nhàn nhạt, Dương Bách Xuyên chửi ầm lên. Sau vài lần tìm thứ tốt trên người thú cá sấu vượn người, hắn phát hiện những bộ phận khác đều cứng như vậy, kiếm đầu long cũng không phá nổi, hoặc nói đúng hơn là tu vi hiện tại của hắn không thể phát huy được uy lực của kiếm đầu long. Hắn không làm gì được thi thể của thú cá sấu vượn người trước mặt. Cuối cùng, Lục Yên Chi vẫn phải bật cười đi hỗ trợ, nàng lấy một bình thuốc độc bôi lên kiếm đồ long, bôi xong thì Dương Bách Xuyên mới mổ được thi thể của thú cá sấu vượn người. Chất độc này có độ ăn mòn rất mạnh, cộng thêm chân khí và độ sắc bén của kiếm đồ long, loay cả giờ đồng hồ mới lột được da thú. Mặc dù mệt nhưng Dương Bách Xuyên cảm thấy rất đáng giá, luyện chế lớp da cứng rắn thành chiến giáp. Chắc chắn đây sẽ là chiến giáp thượng thừa, nếu khắc thêm trận pháp để gia cố thì lớp phòng ngự của chiến giáp sẽ là hạng nhất. Dương Bách Xuyên cũng rất hứng thú với chất độc trong tay Lục Yên Chi, hắn cùng sức mạnh của kiếm đồ long cũng không làm gì được, vậy mà chỉ một lọ độc bé xíu của nàng lại phá được áo giáp của thú cá sấu vượn người, quả là độc mạnh. Nếu dùng loại độc này để giết người thì quả là đáng sợ. Dương Bách Xuyên hỏi Lục Yên Chi, độc trong tay ngươi còn nhiều không? Lục Yên Chi đương nhiên biết rõ suy nghĩ của Dương Bách Xuyên, nàng cười nói, Dương đại ca, ngươi đừng có nghĩ nữa, đây là độc mà Nguyên Thần Hoan cho ta, được luyện bên trong cơ thể yêu độc sánh ngang với đại thừa kỳ, loại độc này dung hợp không dưới 9 loại yêu độc, lúc Nguyên Thần Hoan đưa cái bình nhỏ này cũng đau xót, lão cho ta để hộ mệnh. Theo như Nguyên Thần Hoan nói thì dùng 10 vạn linh thạch thượng phẩm cũng không đổi được cái bình nhỏ thế này, bây giờ thì hay rồi, lấy toàn bộ để lột ra thú cá sấu vượn người. Cũng không biết cái chiến giáp tương lai của ngươi có đáng giá hơn lọ độc này không. 10 vạn linh thạch thượng phẩm, Dương Bách Xuyên líu cả lưỡi. Hắn không nhịn được mà nói, không ngờ chất độc của ngươi, cái thứ đồ chơi kia lại đáng giá như thế. Còn phải nói, từ một góc độ nào mà nói thì thứ độc cao cấp này còn đáng giá hơn cả đan dược, bởi vì một số tu sĩ lang bạt ở nơi nguy hiểm có yêu thú cường đại. Không có sức chiến đấu nhưng đôi khi chỉ cần một nhỏ độc nhỏ như vậy đã có thể nhẹ nhàng giải quyết, thế nên những thứ như độc dược vẫn luôn rất đắt. Quan trọng là chất độc càng mạnh thì càng khó lấy, hoặc là phải lấy từ trong cơ thể yêu thú cấp cao,
hoặc là phải tìm được thiên tài địa bảo có độc tính cường đại, sau khi tìm thấy thì phải luyện chế, nếu như người không hiểu về độc dược thì có khi chưa kịp chạm tới đã mất mạng rồi. Hơn nữa, ở tu chân giới không ưa chuộng tu độc, rất ít người đi theo con đường luyện độc, thế nên đa số chất độc, giải độc khan hiếm hơn là đan dược, giá cả cũng rất đắt. Cung không đủ cầu, hơn nữa độc cho luyện độc sư cao cấp như Nguyên Thần Hoan luyện chế sớm đã được đặt trước rồi, đem đống linh thạch tới có khi lão còn không thèm nhìn. Lục Yên Chi dứt lời thì Dương Bách Xuyên cũng đã nghe xong. Trong lòng nghĩ tới hai vấn đề. Một là, hắn vẫn phải cẩn thận Nguyên Thần Hoan hơn, bởi vì Lục Yên Chi vừa mới nói, loại độc vừa rồi là do Nguyên Thần Hoan đưa cho nàng, nói cách khác trên người của lão ta còn có vật độc, chất độc gì đó còn đáng sợ hơn. Nếu như đụng phải Nguyên Thần Hoan, đầu tiên phải đề phòng, cẩn thận lão ta dùng độc, nếu như lão dùng tới loại độc vừa rồi thì Dương Bách Xuyên thật đúng là không rét mà run. Hai là, độc dược độc đan kiếm được rất nhiều tiền, trong đầu Dương Bách Xuyên đang nghĩ tới kế hoạch phát tài, hắn có trên người, độc nào mà không luyện chế ra được, đây sẽ là con đường kiếm tiền sau này của hắn. Chấm chấm chấm. Nghĩ xong giấc mộng giàu sang, hắn thu bộ da của yêu thú lại, Dương Bách Xuyên để chồn nhỏ dẫn đường, đưa hắn đi tìm quả thủy nguyên tinh linh. Dãy đá ngầm dưới đáy sông Tịch Diệt kéo dài, có một số thảm thực vật dưới nước mọc trên núi đá. Đúng là rất đặc sắc, dưới đáy sông, dù là rong rêu hay là cây cối đều sẽ tản ra ánh sáng yếu ớt, mờ ảo. Có chồn nhỏ dẫn đường không lo không tìm được thiên tài địa bảo, hơn nữa chồn nhỏ vẫn canh cánh việc Dương Bách Xuyên đi lấy quả thủy nguyên tinh linh, biết được cây thủy nguyên vẫn còn tồn tại liền trở nên lo lắng. Dương Bách Xuyên cười khổ, hắn dẫn Lục Yên Chi, thú ngũ hành đi theo sau chồn nhỏ, bọn họ đi sâu vào trong dãy đá ngầm. Dù sao thì dưới đáy sông Tịch Diệt cũng là nước, dưới này có tộc thủy yêu, Dương Bách Xuyên ấn giữ cảnh giác cao độ, hắn thong thả đi theo sau chồn nhỏ xuyên qua dãy đá ngầm, qua một lúc, càng đi sâu vào trong, vượt qua thảm thực vật thì càng gian khổ. 3 tiếng sau, chồn nhỏ cuối cùng cũng dừng lại, nó quay đầu không ngừng kêu về phía Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên vội vàng bước nhanh về phía trước. Giây sau, ánh mắt hắn sáng lên. Trước mắt hắn là một khoảng đất trống bằng sân bóng rổ, được bao quanh bằng dãy đá ngầm, nơi này dường như được con người tạo ra. Xung quanh dãy đá ngầm là những hang động tự nhiên đen như mực. Ở giữa khoảng trống, hắn nhìn thấy một gốc cây cao hơn 10 mét, máu cây màu xanh đậm vô cùng tươi tốt, chiếc lá giống như lá thông tản ra màu vàng nhàn nhạt, chiếu sáng toàn bộ không gian rộng lớn bằng một sân bóng rổ. Quả nhiên là có câu thủy nguyên, Dương Bách Xuyên nuốt nước miếng. Chi chi chồn nhỏ kêu vui mừng, nó nhảy từ dãy đá đang đứng xuống, chạy thẳng tới cây thủy nguyên. Hương hương, quay lại Dương Bách Xuyên hô lên. Nhưng mà lúc này, trong mắt chồn nhỏ chỉ có cây thủy nguyên, hoặc nói đúng hơn là 5 quả thủy nguyên linh tinh trên cây, đâu thèm nghe Dương Bách Xuyên, vèo một cái đã phi lên. Xung quanh yên tĩnh tới mức quỷ dị, nơi này giống như người, hoặc là sinh vật nào đó cố ý dọn dẹp ra, nhất định không đơn giản như vậy. Chồn nhỏ tùy tiện chạy tới như vậy, Dương Bách Xuyên tức đến méo cả miệng, nhưng hắn cũng không còn cách nào khác. Đúng như những gì hắn đoán, quả nhiên là tìm được một cây thủy nguyên, hơn nữa bên trên còn có 5 quả thủy nguyên tinh linh, theo lý mà nói thì phải có 9 quả, nhưng chắc 4 quả kia đã bị thú cá sấu vượn người, thú cá sấu vượn người vừa bị giết chính là một ví dụ. Cũng tức là nơi này không chỉ có một thú cá sấu vượn người, chồn nhỏ quá liều. Dương Bách Xuyên ngẫm lại, trước mắt cũng chỉ có cách này. Bởi vì, cho dù có thú cá sấu vượn người bảo vệ thì hắn cũng chuẩn bị mạo hiểm cướp lấy cây thủy nguyên, chỉ bằng đánh nhanh thắng nhanh, đoạt lấy cây thủy nguyên với quả trên cây rồi bỏ chạy. Nghĩ tới đây, Dương Bách Xuyên quay sang nói với Lục Yên Chi, người ở lại tiếp ứng, ta với tiểu ngũ qua đó. Không đợi Lục Yên Chi trả lời, hắn đã chạy vội về phía cây thủy nguyên. Thú ngũ hành cũng theo sát phía sau. Để lại Lục Yên Chi với gương mặt lo lắng. Chớp mắt, Dương Bách Xuyên và thú ngũ hành đã bước tới trước cây thủy nguyên. Mà lúc này, chồn nhỏ đã nhảy vọt lên thân cây thủy nguyên, mắt nhìn chằm chằm vào 5 quả thủy nguyên tinh linh, ánh mắt nó sáng rực không ngừng kêu thích thú. Chồn nhỏ, nhanh lên một chút, cho tới thời điểm hiện tại, hắn vẫn chưa nhìn thấy yêu thú gì bảo vệ, đây vốn dĩ là chuyện tốt. Nhưng càng những lúc như thế này thì trong lòng Dương Bách Xuyên càng lo lắng,
hắn vội vàng thúc giục chồn nhỏ nhanh chóng hái quả thủy nguyên tinh linh. Chi chi. Chồn nhỏ thích thú kêu lên, móng vuốt nhỏ lập tức quơ về phía năm quả thủy nguyên tinh linh, lấy sạch. Dương Bách Xuyên cũng chuẩn bị đào cây, thứ mà hắn xem trọng nhất chính là cây thủy nguyên này, đây mới là thứ đáng giá. Hắn đã có nước sinh mệnh, nếu rời cây thủy nguyên vào trong không gian càn khôn, sau này sẽ không lo không có quả thủy nguyên tinh linh nữa. Nhưng ngay lúc này, điều mà Dương Bách Xuyên lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra. Gào tiếng gầm đầy tức giận vang lên. Vẻ mặt Dương Bách Xuyên lập tức thay đổi, theo bản năng hắn nhìn về phía phát ra âm thanh. Gào tiếng thứ hai vang lên từ một bên khác. Ngay sau đó lại một tiếng vang lên, gào. Gào. Tiếp đó là một chuỗi tiếng gầm vang lên từ bốn phía. Sắc mặt Dương Bách Xuyên cực kỳ khó coi, trước mắt hắn xuất hiện 8 yêu thú cá sấu vượn người. Cả 8 thú cá sấu vượn người cùng xuất hiện từ trong hang động quanh dãy đá ngầm, chúng giống lên rồi lao nhanh tới. Vẻ mặt Dương Bách Xuyên thay đổi, hắn ôm lấy gốc cây lớn, dùng sức nhổ gốc thủy nguyên lên, thu nhanh vào trong không gian càn khôn. Đi! Hắn hét về phía thú ngũ hành và chồn nhỏ rồi vội vàng bỏ chạy. Hắn không hề có sức đánh chính diện với 8 thú cá sấu vượn người, chỉ có thể nghĩ cách chạy trốn. Dù sao thì hắn cũng đã lấy được cây thủy nguyên rồi. Lúc này chỉ còn cách rút lui để thoát thân. Ộp ộp. Cá sấu vượn người vô cùng hung dữ, bọn chúng giống giận rung trời, rõ ràng tức giận bởi vì hành động trộm cướp của Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên nhớ lão đầu từng nói, bất kể những nơi sinh ra thiên tài địa bảo đều sẽ có yêu thú canh giữ. Hiện tại xem ra sư phụ hắn nói không hề sai. Chớp mắt Dương Bách Xuyên và thú ngũ hành đã tới bờ, chồn nhỏ sống chết nắm chặt cổ áo hắn. Nhưng trước mặt bọn họ đã bị hai con cá sấu vượn người chặn đường. Theo phán đoán từ khí tức, đám cá sấu vượn người có thực lực ngang với yêu thú bọn họ mới vừa giết chết, đều là độ kiếp kỳ, thậm chí có con còn mạnh hơn. Điều này khiến Dương Bách Xuyên phát sầu. Hắn biết nếu bị 8 cá sấu vượn người này vây lấy thì đừng nghĩ đến việc chạy thoát. Đối mặt với cá sấu vượn người hung hãn, Dương Bách Xuyên không dám khinh thường, hắn trực tiếp thi triển thần thông, gầm phía hai cá sấu vượn người đang chặn ở trước mặt, ấn kim cang bất động, ấn kim cang, ấn chí tôn, kim cang chí tôn giết cho ta. Chiêu thứ nhất của bản lĩnh thần thông kim cang chí tôn tổng cộng có 3 đại ấn, ấn kim cang bất động để ra chỉ phòng ngự. Sau khi Dương Bách Xuyên thi triển thì trên pháp tướng cao 30 mét của hắn sẽ xuất hiện phù văn kim cang, pháp tướng lập tức tỏa sáng rực rỡ. Ấn kim cang và chí tôn là những ấn ký tấn công, tất cả đều là chiêu thức thần thông mạnh mẽ. Hiện tại tu vi của Dương Bách Xuyên đã đạt tới cảnh giới hợp thể trung kỳ, theo lý mà nói thì uy lực khi thi triển là cũng sẽ tăng lên một bậc. Nhưng sự thật thì, mặc dù tu vi của hắn cao lên, nhưng kẻ địch mà hắn phải đối mặt cũng rất mạnh. Điều này khiến Dương Bách Xuyên cực kỳ sầu não, rõ ràng là chiêu thức có uy lực vô cùng cường đại nhưng bây giờ lại phải bó chân bó tay. Hơn nữa, tu vi hắn càng tăng lên thì kẻ địch của hắn cũng càng mạnh lên, ngay cả kiếm kỹ mà trước kia hắn sử dụng cũng không còn tác dụng. Ví dụ như kiếm trận Hắc Liên, nếu như không tu luyện cao hơn thì sẽ bị đào thải. Kiếm kỹ toàn phong của hắn cơ bản cũng không dùng được nữa. Nếu so sánh ra thì kiếm trận Hắc Liên vẫn còn có thể tu luyện, còn kiếm kỹ toàn phong thì đã tu luyện tới đỉnh cao. Còn có chiêu đầu tiên của thập nhị chí tôn, hiện tại cũng chỉ miễn cưỡng ứng đối với nguy cơ, nếu thật sự muốn phát huy uy trực của chiêu thần thông thì trừ khi hắn phải hợp thể đại thành, hoặc là phải lĩnh hộ được chiêu thức thần thông thứ hai của. Đáng tiếc là chiêu thức thứ hai kia hắn đã giao cho phân thân củ sen lĩnh ngộ, bây giờ vẫn chưa lấy phản hồi tới nguyên thần. 89 phần là phân thân củ sen chưa lĩnh hội được chiêu thức kia, nếu không thì bổn tôn là hắn đã sớm cảm nhận được rồi. Trong lòng thầm nghĩ, đợi sau khi trở về hắn sẽ đích thân lĩnh hội, hiện tại tu vi của hắn là hợp thể trung kỳ, nhất định sẽ cảm ngộ nhanh hơn so với phân thân củ sen. Hiện tại đối mặt với cá sấu vượn người, Dương Bách Xuyên cũng chỉ có thể dốc toàn lực thi triển, kim cang chí tôn là chiêu thức mạnh nhất mà hắn có thể phát huy được. Đánh với lũ da dày thịt béo như cá sấu vượn người, Dương Bách Xuyên không có lòng tin. Dùng kiếm đồ long cũng không lột được da cá sấu vượn người, hiện tại cũng chỉ mong đợi lực lượng cường đại của thập nhị chí tôn có thể chống đỡ.
đám cá sấu vượn người thuộc loại yêu thú hung hãn, không có nhiều trí khôn, tương đối mà nói thì vẫn đối phó được, nếu gặp phải loại yêu thú có linh trí, Dương Bách Xuyên nhất định không dám mơ ước tới cây thủy nguyên. Yêu thú đã được mở linh trí thì không thua kém gì con người, loại yêu thú đó mới là loại khó đối phó nhất. Đương nhiên nếu có cách giết chết được cá sấu vượn người thì Dương Bách Xuyên sẽ không bỏ qua, da của bọn chúng quả thật là bảo bối, dù là làm chiến giáp hay lấy làm phù chú thì đều là loại thượng hạng. Đáng tiếc, khoảnh khắc hắn nhìn thấy 8 cá sấu vượn người thì trong lòng chỉ cảm thấy sởn gai ốc. Một con đã không làm được gì, đừng nói tới tận 8 con. Cho dù là yêu thú vừa rồi, hắn và thú ngũ hành liên hợp lại với nhau, Lục Yên Chi dùng độc mới giết được nó. Hiện tại có tới 8 cá sấu vượn người, chỉ có cách chạy được bao xa thì chạy. Chiêu thần thông thứ 2 của Kim Cang Chí Tôn được thi triển, tam đại kết ấn khiến pháp tượng cao 30 mét của Dương Bách Xuyên tỏa ra vầng sáng linh thiêng. Tay trái kết ấn Kim Cang, tay phải kết ấn Chí Tôn, chớp mắt hai tay tạo thành chữ thập, đánh một chưởng về phía 2 cá sấu vượn người đang lao tới. Ngay lập tức, 2 bàn tay màu vàng xuất hiện, song trưởng thần thông được ngưng tụ từ chân khí. Bên trong lóe lên những phù văn cổ xưa. Ầm ầm. Tiếng nổ lớn vang lên. Gào gào. 2 cá sấu vượn người gầm lên, cơ thể dài hơn 10 mét bị song trưởng của Dương Bách Xuyên nện lên, chúng bị đau há cái miệng kêu gào, ánh sáng màu xanh nhạt như ẩn như hiện trên người chúng chống lại đòn công kích của Dương Bách Xuyên, cuối cùng 2 cá sấu vượn người quằn quại nhường ra một con đường. Trên mặt cá sấu vượn người tràn đầy tức giận, cực kỳ hung ác. Dương Bách Xuyên và thú ngũ hành vội vàng xông tới, khoảng cách tới dãy đá ngầm ngày càng gần, khi chuẩn bị xuyên qua bức tường vây bằng đá, Lục Yên Chi hét lớn, Dương đại ca, cẩn thận. Dứt lời, Lục Yên Chi nhảy lên, khí độc trong tay cũng lần lượt tản ra. Dương Bách Xuyên nghe thấy tiếng hét của Lục Yên Chi thì chợt lùi lại. Gào gào. Ầm. Giống đau chết bản vương rồi. Lúc này, khóe mắt Dương Bách Xuyên giật giật. Thầm nghĩ nguy hiểm thật. Hắn vừa lui lại phía sau thì một cái đuôi của cá sấu vượn người đã quật tới, đập ra cái hố rất to, sức mạnh cá sấu vượn người phải nói là biến thái, Dương Bách Xuyên biết nếu bị cái đuôi này quất trúng thì chắc chắn sẽ không chịu nổi. Bên kia, thú ngũ hành bị một con khác quất lên người cũng đang kêu gào thảm thiết, khiến thân thể to lớn đau đớn ngã xuống đất, trong nháy mắt cả 2 cá sấu vượn người cùng xông về phía thú ngũ hành. Lúc này, độc trong tay Lục Yên Chi đã bay quanh cá sấu vượn người. Dương Bách Xuyên nhìn thấy thú ngũ hành gặp nguy, vẻ mặt hắn thay đổi, nhấc chân to lớn đạp một phát tới một cá sấu vượn người đang tấn công thú ngũ hành. Ai mà biết hắn vừa đá qua thì cá sấu vượn người kia như đã sớm biết sẽ như vậy, nó đột nhiên quay đầu 180 độ, há cái miệng to lớn cắn lên chân Dương Bách Xuyên. Tốc độ phản ứng quả thật là kinh khủng. Dương Bách Xuyên hoảng sợ. Rắc một tiếng, thần thông cao hơn 30 mét của hắn trực tiếp tiêu tan. Hắn lập tức khôi phục lại cơ thể bình thường nhưng dưới cổ chân đã đổ máu. Dương Bách Xuyên vẫn chưa kịp hoàn hồn, hắn lẩm bẩm, may mà pháp tướng còn có kim cang bất động gia trì, thân xác cảnh giới sinh tử, nếu không thì cái chân này cũng bị thứ xúc sinh kia cắn đứt rồi. Mặc dù chịu tổn thất nhưng cũng tranh thủ được chút thời gian cho thú ngũ hành. Toàn thân thú ngũ hành sáng lên, trốn thoát được đòn tấn công của cá sấu vượn người. Lúc này, độc của Lục Yên Chi cũng có tác dụng, nước trong sân dâng lên sương mù đặc như mực, cực kỳ gay mũi. Giây sau, Lục Yên Chi đã xuất hiện cạnh Dương Bách Xuyên, không nói lời nào giải độc cho hắn và chồn nhỏ. Dương đại ca, mau uống thuốc giải, chúng ta đi thôi. Lục Yên Chi nói. Dương Bách Xuyên dùng thuốc giải. Nhìn 8 cá sấu vượn người đang lắc lư như uống rượu say, rõ ràng là chúng độc. Thấy tình hình như vậy, Dương Bách Xuyên nói, Yên Chi, độc của ngươi có tác dụng trong bao lâu? Lục Yên Chi sốt ruột nói, mau đi thôi, độc lúc trước giết chết được cá sấu vượn người đã dùng hết rồi, đây là độc ách nan của ta, không đánh không độc giết được bọn chúng, còn không đi nữa thì tới khi chúng phản ứng lại sẽ không chạy được đâu. Dương Bách Xuyên có chút tiếc nuối. Độc chết được thì tốt quá, không chết thì choáng váng cũng được, tới lúc đó hắn sẽ tóm được toàn bộ lũ cá sấu vượn người, ai ngờ Lục Yên Chi cũng không nắm chắc. Đi! Dương Bách Xuyên hô lên một tiếng, hắn và Lục Yên Chi xoay người ngồi lên lưng thú ngũ hành,
Thú ngũ hành chạy hết tốc lực phi như bay, chớp mắt đã xông ra khỏi mảnh đất trống này. Sau khi bọn họ đi được mấy chục mét, phía sau cũng vang lên tiếng thét như xé toạc màng nhĩ. Gào, giống giống. Cá sấu vượn người toàn thân màu trắng bạc bò ra khỏi hang động, giống về phía Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi rời đi. Con cá sấu vượn người này rất nhỏ, chiều dài chỉ tầm 3 mét, nhưng sau khi gầm lên thì cả 8 con màu xám kia đều lấy lại ý thức, tất cả bò rạp trên mặt đất. Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi đều nghe thấy tiếng gầm vang lên từ phía sau, sắc mặt cả hai người đều thay đổi. Đây là tiếng của thú nhân viên Ngạc Ngư, có điều không giống với bình thường cho lắm. Dương Bách Xuyên đoán, hẳn trong đám nhân viên Ngạc Ngư đã xuất hiện thứ gì đó hùng mạnh hơn, nghĩ tới đây hắn nói với thú ngũ hành, tốc độ tiểu ngũ phải nhanh hơn nữa, chúng ta sắp gặp rắc rối lớn rồi. Không cần Dương Bách Xuyên nhắc nhở, thú ngũ hành cũng đã tăng nhanh bước chân, nghiêm túc chạy như điên. Thú ngũ hành thú thông thiên địa tự nhiên có chỗ bất phàm, nó có thể cảm nhận được nguy hiểm trong tiếng gầm vang dội phía sau rõ rệt hơn cả Dương Bách Xuyên. Thú ngũ hành thú chạy như bay giữa các dãy núi đá ngầm, mặc dù đang ở dưới đáy sông Tịch Diện nhưng tốc độ của nó không hề bị ảnh hưởng một chút nào, bóng dáng lao vút đi nhanh như tia chớp. Lúc chạy trốn không rảnh cảm giác phương hướng, chỉ lo vùi đầu chạy như điên, trong lúc vô thức đã chạy được mấy chục dặm nhưng vẫn còn trong núi đá ngầm như cũ. Cũng may là Dương Bách Xuyên không thấy thú nhân viên Ngạc Ngư đuổi theo sau, hắn không kiềm được cơn bực bội trong lòng. Phần đùi đau dâm ran, vừa rồi bị nhân viên Ngạc Ngư đớp một miếng còn chưa kịp xử lý vết thương. Lúc này thấy có yêu thú truy kích theo phía sau, hắn mới vận chuyển công pháp chữa trị miệng vết thương, cơ thể hắn ở sinh tử cảnh không phải cứng rắn nhất nhưng lại có tốc độ hồi phục nhanh nhất, vết thương sâu tận xưa vẫn có thể lành lại nhanh chóng sau khi Dương Bách Xuyên vận công. Dương đại ca, người không sao chứ? Lục Yên Chi lo lắng hỏi. Không có việc gì. Lần này may mà nhờ có ngươi. Dương Bách Xuyên cười đáp, nếu không nhờ chất độc của Lục Yên Chi thì lần này đúng là nguy hiểm thật. Tuy độc của nàng ta không thể độc chết 8 con nhân viên Ngư Ngạc nhưng khiến chúng trở nên ngu si đần độn, tranh thủ thời gian cho bọn họ thoát khỏi vòng vây. Ta cũng không có bản lĩnh gì, chỉ biết dùng độc thôi, đáng tiếc hết nọc độc đã luyện chế mất rồi, nếu không có thể thử xem có độc chết yêu thú được không. Lục Yên Chi ngượng ngùng cười nói. Ngươi đã làm rất tốt, ngươi không phát hiện mấy người chúng ta phối hợp tốt nên luôn thuận buồm xuôi gió à, ha ha. Dương Bách Xuyên cười lớn hòa hoãn bầu không khí căng thẳng. Lục Yên Chi sửng sốt, nhưng ngẫm lại thì đúng là như vậy thật. Điêu Nhi có thiên phú tầm bảo, công phu trộm đồ không còn lời nào để chê, thú ngũ hành không chỉ có thực lực mạnh mẽ mà còn là tòa kỵ tốt nhất, trên người Dương Bách Xuyên còn giấu rất nhiều thủ đoạn và cũng là đầu lĩnh chủ chốt. Nàng ta chỉ là độc tu, nói thật không giúp ích được nhiều nhưng cũng có thể phát huy tác dụng ở thời điểm mấu chốt. Dương Bách Xuyên cũng nghĩ như vậy, thật ra hắn hiểu độc tu như Lục Yên Chi muốn phát huy tác dụng trong đám người bọn họ không phải chuyện đơn giản. Hắn thầm nghĩ phải tìm cách nhanh chóng tăng tu vi thôi, đồng thời Lục Yên Chi cũng phải tu luyện ách nan độc thể đến đại thành, như vậy thì mấy người bọn họ sẽ có năng lực tung hoành ở Thái Hoang này. Thái Hoang Tinh Hải đúng là quỷ dị. Thường xuyên đụng phải yêu thú đều cường đại không gì sánh được, hắn cũng nhìn ra một điều từ thú nhân viên Ngạc Ngư, rằng nơi này tràn ngập thiên tài địa bảo. Không nói cái khác, cây thủy nguyên và quả thủy nguyên tinh linh, còn có da của thú nhân viên Ngạc Ngư đều là bảo bối quý giá, đây cũng là ba thứ đầu tiên mà bọn họ tìm được sau khi xông vào Thái Hoang. Rất khó tưởng tượng nổi, Thái Hoang mênh mông bát ngát này còn ẩn chứa bao nhiêu món thiên tài địa bảo nữa nhỉ? Hiện tại Dương Bách Xuyên cũng hiểu lý do tại sao Thái Hoang nguy hiểm như vậy mà vẫn có nhiều tu sĩ điên cuồng đâm đầu vào. Có nguy hiểm đồng nghĩa với có cơ duyên, mục đích chuyến đi lần này của bọn họ cũng như vậy thôi. Thu được 6 quả thủy nguyên tinh linh, một tấm da nhân viên Ngạc Ngư, thu hoạch lớn nhất là Dương Bách Xuyên là trực tiếp nhổ bỏ một gốc cây thủy nguyên luôn. Thiên tài địa bảo nhiều vô số kể, Dương Bách Xuyên biết rõ điểm này nhưng hắn cũng hiểu bọn họ không có thực lực. Đừng nói là đạt được nhiều thiên tài địa bảo hơn, muốn sống sót ở Thái Hoang cũng không phải chuyện dễ. Không nói yêu thú trước mắt đều phải loại tầm thường, còn có một phong âm dương và nguyên thần huyễn muốn giết chết bọn họ chẳng biết sẽ mò tới khi nào. Ngẫm lại những thứ này, trong lòng Dương Bách Xuyên lập tức trở nên chua xót. Thế nhưng càng nhiều hơn là chiến ý hừng hực, đối với hắn,
nguy hiểm và khiêu chiến chính là đường tắt dẫn đến thành công. Lão gia tử cũng thường hay nói với hắn, đột phá trong sống còn, trưởng thành trong chiến đấu. Trong lúc Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi đang trò chuyện trên lưng thú ngũ hành, nó bất ngờ dừng lại. Dương Bách Xuyên hỏi, tiểu ngũ đừng dừng lại, đi mau, chẳng biết khi nào thì thú nhân viên ngạc ngư đuổi kịp đâu. Chỉ nghe thú ngũ hành cười khổ, chủ nhân, e là đi không được rồi. Dương Bách Xuyên sửng sốt ngẩng đầu, một giây sau, nhịp tim hắn vô thức nhảy lên thình thịch. Chỉ thấy 30 mét phía trước, trên một tảng đá ngầm có một con nhân viên ngạc ngư toàn thân màu trắng bạc đang nằm, đôi mắt đỏ kè như máu tươi lạnh lùng nhìn bọn họ chòng chọc. Đây là một con nhân viên ngạc ngư dài hơn 3 mét, hình thể nhỏ hơn những con nhân viên ngạc ngư màu than chỉ dài tận mấy chục mét trước đó nhiều, màu sắc trên thân cũng là trắng bạc. Phần đầu của nó càng giống với đầu người hơn, ngũ quan trên mặt trông như một lão đầu đã 80 tuổi, vẻ mặt hết sức già nua. Đối diện với con mắt đỏ cạch của nó, Dương Bách Xuyên vô cùng run sợ, hắn có cảm giác giống như bị một đầu rắn độc nhìn chằm chằm, cả người rét run hệt rơi xuống hầm băng. Đại yêu. Nhất định là đại yêu thú, không cùng cấp bậc với những con nhân viên ngạc ngư đuổi giết hắn lúc trước. Là vương của bọn chúng ư? Hay là nhân viên ngạc ngư biến dị? Tóm lại Dương Bách Xuyên cho rằng con nhân viên ngạc ngư màu trắng bạc có hình thể nhỏ hơn này là một sự tồn tại vô cùng mạnh mẽ, đồng thời từ đôi mắt đỏ như máu của nó, hắn có thể nhìn ra đầu yêu thú này đã mở linh trí. Dương Bách Xuyên thầm kêu khổ, miệng đắng lưỡi khô, hắn còn chưa đối phó xong đám nhân viên ngạc ngư bình thường thì lại xuất hiện thêm một con hùng mạnh hơn. Lẽ nào hôm nay là ngày tận của hắn? Có thể nhận ra đầu nhân viên ngạc ngư màu trắng bạc này đã bỏ chạy trước đó, bởi vì sau lưng đang vang lên từng tràng tiếng gào thét vang dội. Dương Bách Xuyên vẫn đang khó hiểu, nó xuất hiện cản đường đi bọn họ từ lúc nào ấy nhỉ? Mặc kệ thế nào, con nhân viên ngạc ngư màu trắng bạc này hẳn là vương của đám nhân viên ngạc ngư, thực lực tuyệt đối không thấp. Trộm quả thủy nguyên tinh linh của người ta, rồi tiện tay thó luôn cả cây thủy nguyên, giờ báo ứng tới rồi đó. Hai bên cứ như vậy nhìn nhau chằm chằm, ai cũng không nhúc nhích trước. Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận được cơ thể Lục Yên Chi đang run rẩy, Điêu Nhi trên vai hắn cũng thấy buồn bực, bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Nó còn chưa tấn công, khí thế tỏa ra thôi đã đủ tạo thành áp lực vô hình cực lớn cho mấy người Dương Bách Xuyên. Mấy giây sau, mấy chục mét bên ngoài truyền tới từng tràng tiếng gào thét, gừ gừ gừ. Lúc này, cuối cùng con nhân viên ngạc ngư màu trắng bạc cũng gầm lên, gừ, như đang hưởng ứng lại tiếng kêu. Sắc mặt Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi thay đổi, tám con nhân viên ngạc ngư kia đuổi tới rồi. Đi! Dương Bách Xuyên hét lớn, ý bảo thú ngũ hành chuyển hướng. Thú ngũ hành lập tức xoay người chạy như điên về bên trái. Nhưng mà đúng lúc này, Dương Bách Xuyên nhác thấy được con nhân viên ngạc ngư màu trắng bạc kia cử động. Nó từ nhảy lên khỏi tảng đá ngầm, trong nháy mắt như hóa thành một đạo thiểm điện, ngay cả Dương Bách Xuyên cũng chỉ thấy được ánh bạc lóe lên. Giờ phút này, trong lòng hắn vô cùng chấn động, tốc độ của con nhân viên ngạc ngư màu trắng bạc này quá nhanh, hắn biết bản thân không thể thoát nổi. Nghĩ tới đây, kiếm đầu long xuất hiện trên tay Dương Bách Xuyên, hắn nhảy khỏi lưng thú ngũ hành, vung kiếm chém một nhát về phía ánh bạc hóa thân của nhân viên ngạc ngư. Dương Bách Xuyên biết rõ mình không phải đối thủ của đầu yêu thú này nhưng hắn nhất định phải đi đối đầu với nó, nếu không hắn, Lục Yên Chi và cả thú ngũ hành đều sẽ bị thương. Lòng khẽ động, vứt Điêu Nhi vào không gian bình càn khôn, miễn cho Điêu Nhi bị vạ lây. Ầm. Phốc. Một kiếm chém xuống, xung quanh lập tức kêu ầm ầm, Dương Bách Xuyên chỉ cảm giác một luồng sức mạnh cực lớn như núi đè xuống người, hắn phun một búng máu. Bay thẳng ra ngoài đập mạnh xuống tảng đá ngầm, từng khối đá ngầm ầm ầm nát thành vụn. Trong đầu hắn giờ phút này chỉ còn một câu, không thể chống lại. Con nhân viên ngạc ngư màu trắng bạc này tuyệt đối là vua trong đám nhân viên ngạc ngư, sức mạnh của nó thông qua kiếm đồ long truyền tới ồ ạt như núi. Ngay sau đó, không đợi Dương Bách Xuyên đứng lên, chỉ thấy nhân viên ngạc ngư màu trắng bạc vèo một cái phóng về phía hắn, chớp mắt chỉ còn cách hắn 3 mét. Trong đầu Dương Bách Xuyên trống rỗng, hắn thầm nghĩ, mình sắp chết rồi ư. Con nhân viên ngạc ngư trắng bạc này chỉ cần một ánh mắt đã khiến hắn như rơi xuống hầm băng,
giờ phút này mà hứng một kích của nó thì sẽ ngấp nghé bên bờ vực sinh tử mất. Chuyện này cũng nằm trong dự đoán của Dương Bách Xuyên, tốc độ và sức mạnh của đầu yêu thú thật sự quá vượt trội, hắn hoàn toàn không kịp phản ứng. Hắn có thể nhìn rõ hai con mắt đỏ như máu của nhân viên ngạc ngư màu trắng bạc và hàm răng sắc bén đầy gai ngược trong cái miệng rộng toác đang tiến lại gần da thịt của mình. Quỳnh. Gừ, gừ gừ. Đột nhiên, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Dương Bách Xuyên bỗng thấy một tảng đá thuôn dài bất ngờ đập mạnh vào người con nhân viên ngạc ngư, nó lập tức bay vút ra ngoài, đau đớn gào thét. Dương Bách Xuyên chấn động, còn tưởng có người ra tay cứu mình, ném đá lên thân yêu thú nhân viên ngạc ngư nữa chứ. Chưa đầy một giây sau, hắn đã biết mình sai rồi, không phải có người ném đá vào nhân viên ngạc ngư mà là một tảng đá thành tinh. Chỉ trong chớp mắt, tảng đá kia tỏa ra ánh sáng màu xanh mãnh liệt, hóa thành một cậu nhóc mặc áo xanh. Dương Bách Xuyên chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt của cậu nhóc, tầm 9 tuổi, vẻ mặt kiêu ngạo biếng nhác hơi múp míp, nhìn rất vui mắt. Cậu nhóc này không phải ai khác, chính là tảng đá thành tinh trong phòng Lâu Hải Đường lúc trước, Thạch Thanh. Lâu Hải Đường nhờ nó âm thầm đi theo Dương Bách Xuyên bảo vệ hắn. Thạch Thanh là sinh linh trong Thái Hoang, vẫn luôn âm thầm bám theo Dương Bách Xuyên. Lúc này không thể không xuất hiện bởi vì Dương Bách Xuyên không thể đánh lại nhân viên ngạc ngư màu trắng bạc. Dương Bách Xuyên nhìn Nam Hải hóa thành từ đá, hơi ngạc nhiên nhưng càng nhiều là cảm giác nhẹ nhõm vì thoát được một kiếp. Hắn vừa định mở miệng cảm tạ thì cậu nhóc kia đã cướp lời, không cần cảm tạ, ta chỉ được người khác ủy thác thôi. Ta tên là Thạch Thanh, các ngươi mau đi đi, ta cũng không có cách nào chém giết được con nhân viên ngạc ngư vương này, chỉ có thể cầm chân nó một thời gian ngắn. Những vấn đề khác để sau này hãy nói, đi nhanh đi. Dương Bách Xuyên sửng sốt, thế nhưng hắn không kịp mở miệng nói gì, bởi vì con nhân viên ngạc ngư màu trắng bạc đã đi tảng đá đánh bay ra ngoài đã lao tới rồi. Gào, hú hú hú. Dương Bách Xuyên nghe thấy Thạch Thanh gọi đầu yêu thú này là nhân viên ngạc ngư vương, quả nhiên giống y như suy đoán của hắn. Xem ra nhân viên ngạc ngư vương đã bị chọc giận rồi. Đến cả tiếng kêu cũng hết giống nhân viên ngạc ngư bình thường. Giờ phút này tình hình đang căng thẳng, Dương Bách Xuyên cũng không tiện ngồi lê đôi mách với Thạch Thanh, vội vàng đứng dậy cảm ơn, đa tạ. Ngay sau đó nhanh như chớp phóng lên lưng thú ngũ hành, rời đi. Mặc dù tảng đá thành tinh nhảy ra giữa đường này không chém giết nhân viên ngạc ngư vương được nhưng chỉ dựa vào một kích đã có thể đánh bay đối thủ ra ngoài 30 mét vừa nãy là cũng đủ biết Thạch Thanh không phải hạng người đơn giản. Xem ra đủ để cầm chân nhân viên ngạc ngư vương cho bọn họ chạy trốn rồi. Trước khi đi, Dương Bách Xuyên còn quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy nhân viên ngạc ngư vương vẫn muốn bám theo bọn họ, kết quả Thạch Thanh lại biến thành tảng đá lấp lóe ánh xanh, vèo một phát đập vào thân nhân viên ngạc ngư vương. Chẳng qua lần này nhân viên ngạc ngư vương đã có chuẩn bị, nó vùng đuôi quất mạnh vào tảng đá. Một tiếng ầm vang lên, tảng đá bị quật bay ra ngoài. Ngay sau đó, nhân viên ngạc ngư vương nổi giận gầm lên, gừ gừ gừ. Gừ gừ. Tám con nhân viên ngạc ngư phía sau cũng rú lên, thân hình chớp lóe muốn đuổi theo Dương Bách Xuyên và Lục Yên Chi, xem ra bọn chúng không có ý định buông tha cho con mồi. Hơn nữa Dương Bách Xuyên nhìn thấy sau khi nhân viên ngạc ngư vương giống lên cũng muốn đuổi theo bọn họ, thế nhưng, tảng đá bị đánh bay đã quay trở lại, hung hăng va chạm với nhân viên ngạc ngư vương. Trong từng tiếng ầm ầm, hai bên ngang sức ngang tài. Trong mắt Dương Bách Xuyên, tảng đá thành tinh không nói sai, nó không giết được nhân viên ngạc ngư vương nhưng sau khi biến thành đá, năng lực chịu đòn tăng mạnh, cuối lấy nhân viên ngạc ngư vương không cho nó đuổi theo Dương Bách Xuyên. Có điều chẳng lâu sau tám con nhân viên ngạc ngư bình thường đã đuổi kịp hắn, trước sau duy trì khoảng cách tầm 5 mét. Dương Bách Xuyên vẫn chưa lấy lại tinh thần. Lúc này hắn cũng chỉ có thể hy vọng thú ngũ hành chạy nhanh một chút, thầm cầu nguyện tảng đá thành tinh có thể cầm chân nhân viên ngạc ngư vương lâu lâu một chút. Trước tiên chạy khỏi dãy núi đá ngầm này đã, chắc có thể an toàn rồi. Hiện tại thoạt nhìn dãy núi đá ngầm này chính là địa bàn của nhân viên ngạc ngư. Ở yêu thú giới, các quần thể yêu thú khác nhau đều sẽ có lãnh địa riêng, bình thường chỉ cần ra khỏi phạm vi lãnh địa thì sẽ không bị chúng truy đuổi nữa. Dương Bách Xuyên không để ý cuộc chiến giữa Thạch Thanh và nhân viên ngạc ngư vương nữa, hắn thúc giục thú ngũ hành chạy như điên, phía sau còn có 8 con nhân viên ngạc ngư đuổi theo không rời đây này. Giờ phút này,
Dương Bách Xuyên vừa buồn bực vừa may mắn. Buồn bực là vì hắn không ngờ thú nhân viên ngạc ngư lại khó chơi như vậy, cắn chết không tha, còn xuất hiện một con vương hùng mạnh. Đồng thời, hắn cũng hận tu vi bản thân chưa đủ mạnh, nhất định phải đề cao thực lực, không thể tiếp tục như vậy được. Lần này may mắn có Thạch Thanh chứ không ngày này năm sau mộ hắn đã xanh mướt rồi, hơn nữa bị một đám yêu thú đuổi giết như vậy rất khó chịu. May mắn trong thời khắc sinh tử, Thạch Thanh đột nhiên xuất hiện cứu mạng hắn. Cậu nhóc kia chỉ nói vài câu nhưng đã tiết lộ một thông tin rất quan trọng, đó là được ủy thác. Tảng đá thành tinh cứu hắn không phải chuyện ngẫu nhiên mà là nhận lệnh. Rốt cuộc là ai đã sai Thạch Thanh cứu mình, trong lúc nhất thời Dương Bách Xuyên không nghĩ ra được. Nhưng dù sao cũng là chuyện tốt. Gừ gừ. Đám nhân viên ngạc ngư phía sau kêu to, từ đầu đến cuối luôn giữ vững khoảng cách 100 mét khiến Dương Bách Xuyên hãi hùng khiếp vía. Cũng may hắn chạy chừng mấy chục dặm thì không thấy nhân viên ngạc ngư vương đuổi theo, hẳn nó đã bị tảng đá thành tinh quấn chặt rồi. Đây là việc duy nhất hắn thấy may mắn, nếu như bị con nhân viên ngạc ngư vương kia đuổi theo thì chết là cái chắc. Tuy 8 con nhân viên ngạc ngư bình thường phía sau cũng vô cùng hung mãnh nhưng so sánh với con vương kia, bọn chúng không khiến Dương Bách Xuyên sợ hãi bằng. Lại chạy như điên thêm một lúc, thú ngũ hành bỗng nhiên dừng lại, Dương Bách Xuyên đang suy nghĩ đối sách nên không để ý hoàn cảnh xung quanh, chờ đến khi nó dừng rồi hắn nhìn quanh, không cần hỏi cũng biết nguyên nhân. Chủ nhân, không còn đường nữa, đều do ta, thú ngũ hành vô cùng xấu hổ, nó cũng chỉ lo vùi đầu chạy trốn, không để ý chạy vào một nơi giống như hẻm núi. Vốn tưởng sau khi xuyên qua là đường rộng mênh mông, ai ngờ chạy như điên, cuối cùng lại phát hiện thì ra chỗ đá ngầm kia lõm vào trong thành hẻm núi, phía trước hoàn toàn không có đường đi. Gừ gừ. Trong nháy mắt, 8 con nhân viên ngạc ngư kia đã đuổi tới nơi, giờ quay đầu lại cũng không kịp. Sắc mặt Dương Bách Xuyên vô cùng khó coi, hắn nhìn thoáng qua vách núi lõm xuống phía trước. Hắn không trách thú ngũ hành bởi nó cũng không rành phương hướng ở đây. Mắt thấy 8 con nhân viên ngạc ngư chỉ còn cách mình tầm 20 mét, hắn và Lục Yên Chi nhảy xuống lưng thú ngũ hành thú, cắn răng nói, chỉ còn cách tiến vào không gian bình càn khôn trốn tạm thôi, Yên Chi, ngươi đừng chống cự nhé. Dương Bách Xuyên vừa nói vừa vung tay ném Lục Yên Chi vào trong bình càn khôn, ngay sau đó thú ngũ hành cũng chui vào, còn hắn thì phát hiện ra một cái hang nhỏ có thể chứa được một người. Đành lắc mình chui vào. Hang này không sâu lắm, khoảng chừng hơn 2 mét, rộng 1 mét, nằm ở góc chết, vừa tiện giấu bình càn khôn. Bởi vì bản thể của Dương Bách Xuyên cũng tiến vào bình càn khôn sẽ biến thành thực thể, đặt bên ngoài không chừng sẽ bị nhân viên ngạc ngư gặm sạch cũng nên, đây cũng là nguyên nhân hắn không muốn sử dụng bình càn khôn. Nếu không rơi vào đường cùng, hắn sẽ không bao giờ trốn vào bình càn khôn. Bình càn khôn mà lộ ra bên ngoài, lỡ như bị người khác nhặt được, đến lúc đó Dương Bách Xuyên có khóc cũng muộn rồi. Về phần đám nhân viên ngạc ngư, dù sao chúng cũng là hung thú không có trí tuệ, bình càn khôn lại ở sâu trong hang động nhỏ, nhân viên ngạc ngư hình thể khổng lồ không thể chui lọt. Hang động nhỏ chỉ sâu 2 mét, liếc mắt là có thể nhìn thấy tận cùng, chờ hắn trốn vào không gian bình càn khôn, trên mặt đất sẽ chỉ còn lại một cái bình nhỏ. Dựa theo chỉ số thông minh của yêu thú, đoán chừng bọn chúng không phát hiện đây là chí bảo đâu. Cho nên Dương Bách Xuyên cùng đường mạt lộ rồi nên mới lựa chọn cách này, 8 con nhân viên ngạc ngư kia chỉ có thể ngậm ngùi nhận lấy thất bại. Một giây sau, Dương Bách Xuyên khẽ niệm trong lòng, lắc mình tiến vào không gian bình càn khôn. Dưới mặt đất trong hang động nhỏ nhiều thêm một lọ lớn chừng chai thuốc hít, không quan sát cẩn thận sẽ không thấy được. Gừ 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 gừ. Ngay sau khi Dương Bách Xuyên tiến vào không gian bình càn khôn, 8 con nhân viên ngạc ngư kia cũng nhào tới cửa động. Chẳng qua ngay sau đó, bọn chúng đều dừng lại ngoài cửa, bởi vì Dương Bách Xuyên đã biến mất không còn bóng dáng. Rõ ràng chúng nhìn thấy Dương Bách Xuyên chui vào hang động mà, sao hiện tại không thấy một bóng người nào hết vậy? 8 con nhân viên ngạc ngư gầm lên giận dữ. Gừ gừ. Trong cơn phẫn nộ, một con nhân viên ngạc ngư hung hăng quật đuôi vào sơn động. Ầm ầm. Toàn bộ ngọn núi đều sụp đổ, hang động nhỏ lập tức bị đá vụn bao phủ. 8 con nhân viên ngạc ngư không cam lòng gầm lên giận dữ, vây quanh bốn phía không chịu rời đi. Bên trong bình càn khôn,
Sau khi Dương Bách Xuyên lắc mình đi vào thì bắt gặp gương mặt đầy khiếp sợ của Lục Yên Chi, thân là tu chân giả, tất nhiên nàng ta biết không gian này đại diện cho cái gì. Nàng ta hoàn toàn không nghĩ tới Dương Bách Xuyên lại sở hữu pháp bảo động thiên. Tuy Lục Yên Chi chưa từng thấy qua loại pháp bảo này nhưng đã từng nghe nói rồi. Pháp bảo động thiên chính là pháp bảo chứa một thế giới riêng, không chỉ có công năng lưu giữ đồ vật mà bên trong chính là một thế giới hoàn chỉnh. Hiện tại quan sát xung quanh, có vẻ pháp bảo động thiên của Dương Bách Xuyên còn rất cao cấp, bởi vì nàng ta nhìn thấy nơi này có núi lớn, hồ nước, rừng cây, bãi cỏ. Điều quan trọng nhất là còn có cả linh khí thiên địa, đây không phải là pháp bảo động thiên tầm thường. Lục Yên Chi hiểu rõ, loại pháp bảo động thiên có thể sinh ra linh khí thiên địa chứng tỏ có chu thiên vận chuyển ổn định, đây là cũng là sự tồn tại cao cấp nhất trong pháp bảo động thiên, hầu hết chỉ là truyền thuyết mà thôi. Khiến Lục Yên Chi vừa rung động vừa thích thú chính là Dương Bách Xuyên lại vứt mình vào đây, điều này nói rõ Dương Bách Xuyên rất tin tưởng nàng ta, dù sao việc sở hữu một pháp bảo động thiên cao cấp như vậy cũng xem như bí mật không nên lộ ra rồi. E là khắp tu chân giới cũng không có mấy món chí bảo như vậy. Vốn dĩ Lục Yên Chi định muốn hỏi thăm một phen, chẳng qua lời đã đến bên miệng lại nuốt xuống, có lẽ đây là bí mật lớn nhất của Dương Bách Xuyên, nàng ta không nên nhiều chuyện thì hơn. Tin tưởng là tin tưởng, một số chuyện cũng nên tế nhị một chút. Lục Yên Chi tin tưởng một khi ở tu chân giới truyền ra chí bảo như này, tất nhiên sẽ dẫn mưa máu gió tanh, đến lúc đó Dương Bách Xuyên sẽ vĩnh viễn không bao giờ được yên ổn, nói không chừng còn mất mạng. Vậy nên trong lòng Lục Yên Chi vô cùng cảm động. Sau khi tiến vào, Dương Bách Xuyên vẫn còn hơi lo lắng, hắn thả linh thức ra ngoài, thấy sơn động đã bị nhân viên Ngạc Ngư đánh sập. Bình càn khôn bị chôn vùi dưới đống đá vụn, cuối cùng cũng yên tâm. Chẳng qua trông thấy 8 con nhân viên Ngạc Ngư kia vẫn bồi hồi 4 phía không rời đi, xem ra trong thời gian ngắn không đi được. Thu hồi linh thức, thấy Lục Yên Chi vẫn đang nhìn mình, Dương Bách Xuyên nghĩ ngợi một hồi cũng hiểu được suy nghĩ trong lòng nàng ta, bèn cười nói, bên trong pháp bảo này của ta cũng không phải rất an toàn, 8 con nhân viên Ngạc Ngư kia vẫn không chịu rời đi. Ngươi tự đi tham quan. Ta chuẩn bị luyện đan, nếu chúng ta không ra được thì đành phải tìm cách tăng thực lực, sau đó giết ra ngoài. Lục Yên Chi gật đầu, Dương đại ca không cần lo lắng, ta cũng chuẩn bị luyện chế một ít độc dược, hy vọng đến lúc đó có thể dùng được. Đúng rồi, ta thấy hình như bên kia có dược viên, ta có thể xin một ít linh dược được không? Tùy tiện, đều là linh dược ta tự mình nuôi trồng, chẳng qua số năm không cao lắm. Dương Bách Xuyên cười nói. Không sao. Luyện chế độc dược cũng không bắt buộc phải là linh dược cấp cao, chủ yếu xem thuộc tính nữa. Sau khi hai người tán gẫu xong, trong lòng Dương Bách Xuyên khẽ động, xuất hiện trên núi Linh Đào, Điêu Nhi thấy Dương Bách Xuyên tới lập tức kêu Chi Chi. Mày đúng là tên trộm, nói đi, đã thó bao nhiêu quả Linh Đào của tao rồi. Dương Bách Xuyên cười mắng Điêu Nhi, hắn đoán Điêu Nhi vừa tiến vào không gian bình càn khôn sẽ đến trộm Linh Đào ăn cho xem. Chi Chi. Điêu Nhi lắc đầu tỏ vẻ nó không trộm. Được rồi, không trách ngươi, lấy quả thủy nguyên tinh linh ra đây đi, ta cần để luyện đan. Dương Bách Xuyên vươn tay về phía Điêu Nhi. Biểu cảm Điêu Nhi có hơi đau đớn nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng phun ra 4 quả thủy nguyên tinh linh. Còn một quả nữa, lấy ra đây. Dương Bách Xuyên trừng mắt. Chi chi, Điêu Nhi lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ hết rồi. Dương Bách Xuyên bị Điêu Nhi chọc tức đến bật cười, sừng sộ hỏi, đừng tưởng rằng ta không biết trên cây thủy nguyên có 5 quả, nhả ra không? Chi chi chi, Điêu Nhi thét chói tai, trừng mắt nhìn Dương Bách Xuyên, ý tứ ngươi lấy 4 quả, cho ta một quả không được à? Ta cũng có công lao đấy nhé. Nghe tiếng kêu tủi thân của Điêu Nhi, lại nhìn đôi mắt to tròn ẩn ẩn nước, dáng vẻ đáng thương hề hề của nó, Dương Bách Xuyên vừa tức giận vừa buồn cười. Hắn lắc đầu, mày, quên đi, lần này không so đo với mày, quay đầu sẽ xử lý mày sau. Nói rồi, Dương Bách Xuyên lắc mình rời đi. Chấm 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 chấm. Lúc này thú ngũ hành đi ra từ phía sau của một gốc cây lớn, nịnh nọt nói với Điêu Nhi lão đại thật thông minh, làm ra vẻ khổ sở cái chủ nhân rén ngay, he he, liệu Điêu Nhi lão đại có thể để ta nhìn thử quả thủy nguyên tinh linh trông như thế nào được không? Chi chi, Điêu Nhi đắc ý rào rạt, há to miệng phun ra một quả thủy nguyên tinh linh vẫn chưa bị Dương Bách Xuyên lấy mất.
Thú ngũ hành nhìn quả thủy nguyên tinh linh trên móng vuốt của Điêu Nhi mà chảy nước miếng ròng ròng, nịnh nọt nói, Điêu Nhi lão đại, không biết bổn vương. Ta có thể nếm thử được không? Thú ngũ hành bắt đầu lừa dối Điêu Nhi. Chi chi, Điêu Nhi cười chi chi trợn trắng mắt nhìn thú ngũ hành, ý bảo ngươi đừng có mà mơ. Thú ngũ hành bày ra vẻ mặt tiếc nuối, ngay sau đó nó đảo mắt nhìn 9 cây linh đào con và một gốc cây linh đào mẹ trên núi linh đào. Hai mắt nó sáng lên nói, he he Điêu Nhi lão đại, ngươi có dám hái một quả linh đào trên cây mẹ xuống không nào? Chi chi chi, Điêu Nhi bị thú ngũ hành kích tướng, kêu lên chi chi, ý là bảo 9 cây linh đào con nó có thể hái thoải mái, nhưng cây linh đào mẹ thì lại không dám, cây linh đào mẹ được chủ nhân dùng để luyện đan, ăn vụng sẽ bị đánh chết. Trong mắt thú ngũ hành chuyển động, vẻ mặt không cho là đúng nói, không dám hái cây mẹ cũng bình thường thôi, nhưng mà ta lại thấy ngươi còn không dám hái cả cây linh đào con nữa kìa. Chi chi, lần này Điêu Nhi bị thú ngũ hành chọc giận, gầm lên chi chi, ý bảo là có gì mà không dám chứ, đợi đấy ta hái cho ngươi xem. Ngay sau đó Điêu Nhi nhảy vọt lên cây con, rầm rầm một trận, hái toàn bộ quả linh đào trên 3 cây linh đào con xuống dưới. Mà thú ngũ hành đứng ở dưới tàng cây lại đang thầm mở cờ trong lòng, nó chảy nước miếng hít một hơi thật sâu, nuốt hết quả linh đào vừa rơi rụng vào trong miệng. Hiển nhiên mục đích cuối cùng của thú ngũ hành là ăn linh đào, còn về phần quả thủy nguyên tinh linh thì nó cũng chỉ nghĩ đến mà thôi. Biết không lừa được từ tay Điêu Nhi nên nó đặt hy vọng sang 9 cây linh đào con, nhưng mà Dương Bách Xuyên đã nghiêm khắc cảnh cáo nó không được nhằm vào quả linh đào, cho nên thú ngũ hành không dám ra tay. Nhưng mà nó biết Điêu Nhi rất được Dương Bách Xuyên cưng chiều, nên đã nhắm vào Điêu Nhi, bây giờ nó đã được như ý nguyện. 27 quả linh đào trên 3 cây linh đào đủ để nó oánh chén no nê, đứng trước linh dược, lúc nào thú ngũ hành cũng trong tình trạng thèm chảy nước miếng. Điêu Nhi bị thú ngũ hành lừa cho một vố, tâng bốc nịnh nọt một hồi, lập tức vui đến không biết trời cao đất dày, càn quét từng quả linh đào một, ăn hết cây này đến cây khác. Cùng với thú ngũ hành một con ăn ở trên cây, một con thì ăn dưới tàng cây, vô cùng khoái chí. Thú ngũ hành dứt khoát nằm trên mặt đất ăn linh đào, quả thật vô cùng sung sướng. Khi hai bọn nó càn quét tới cây linh đào thứ 5 thì đều đã no căng cả bụng, nằm vật ra đất. Bụng nhỏ của Điêu Nhi căng tròn, nó khẽ vuốt bụng nhỏ kêu chi chi, nói với thú ngũ hành rằng sau này cứ đi theo nó là sẽ có thịt ăn. Mà thú ngũ hành thì lại cười ngọt ngào tỏ vẻ nhất định sẽ là tiểu đệ đắc lực của Điêu Nhi. Hai con linh thú to gan lớn mật không hề biết rằng, một trận càn quét này đã chọc giận 9 đại mỹ nữ. Trong bình càn khôn, ngoại trừ Mai Tỷ Thường ở tại Long Cung dưới đáy hồ Long Ngư và một đám Long Ngư ra thì còn có 9 vị Thải Châu Nữ nữa. 9 vị Thải Châu Nữ đã được Dương Bách Xuyên cứu khi còn ở Sơn Hải giới lúc trước. Là khi hắn đang cứu đồ đệ Vương Tông Nhân ở Yêu Quang năm đó thì đã tiện tay giải cứu bọn họ. Họ là nửa người nửa yêu, không có thiên phú gì đặc biệt nhưng lại là một đám tinh linh xinh đẹp trong veo như nước, bất kể là dáng người hay là khuôn mặt thì đều tựa như tinh linh vậy. Giờ phút này 9 vị Thái Châu Nữ quyến rũ trên núi Linh Đào vừa nói vừa cười đi đến, mà thú ngũ hành và Điệu Nhi thì lại ăn uống no say nằm dưới gốc cây Linh Đào. Đặc biệt là thú ngũ hành, hoàn toàn không ngờ mình sắp gặp đại nạn. Hơn nữa từ đó về sau cuối cùng nó cũng hiểu được lý do vì sao Điêu Nhi lại là lão đại giữa đám linh thú của Dương Bách Xuyên. Năm đó sau khi Dương Bách Xuyên cứu được 9 vị Thải Châu Nữ, hắn vẫn luôn để các nàng sống trong không gian bình càn khôn. Thứ nhất là do hắn sợ thả bọn họ ra ngoài, diện mạo lóa mắt xinh đẹp của Thải Châu Nữ sẽ bị người ta nhớ thương. Nếu là như vậy thì sẽ hại các nàng. Thứ hai là sợ mấy phụ nhân nhà mình mà hỏi thì lại không biết giải thích thế nào. Vốn dĩ lúc trước hắn muốn tìm một nơi cho các nàng an cư tại Vân Môn, nhưng cuối cùng Dương Bách Xuyên vẫn thu các nàng vào trong bình càn khôn, chỉ vì sợ sẽ có rắc rối nên cứ để bọn họ sống trong không gian bình càn khôn như vậy. Hắn cũng đã tìm một chỗ ở trong bình càn khôn cho 9 Thải Châu Nữ, để các nàng sinh hoạt ở trong đó, tính ra đây lại là một sự lựa chọn không tệ, đợi sau này có cơ hội thích hợp thì hắn sẽ thả họ ra sau vậy. Sống lâu trong bình càn khôn rất buồn chán. Ngoài việc tu luyện ra thì cũng không có chuyện gì khác để làm, Dương Bách Xuyên đã hỏi thử bọn họ có thể làm gì và muốn làm cái gì. Kết quả là có một vị Thải Châu Nữ trong số đó đã phát hiện ra cây linh đào trên núi Linh Đào, nói rằng mình có thể ủ rượu cho chủ nhân.
Từ đó 9 cây linh đào con và một gốc cây linh đào mẹ trên núi linh đào đã trở thành đối tượng được bảo vệ trọng điểm của 9 thải châu nữ, bọn họ phải ủ rượu linh đào cho chủ nhân. Nên mỗi ngày đều sẽ đi tuần tra một lượt. Hôm nay 9 vị thải châu nữ đang đến núi linh đào để kiểm tra linh đào giống như thường lệ, cũng định hái ít linh đào trở về để ủ rượu. Nào biết vừa đi đến dưới gốc cây linh đào đã trông thấy 5 cây linh đào liên tiếp đều trụi lùi. A! À. Một tiếng thét chói tai vang vọng khắp núi linh đào, dọa cho thú ngũ hành và điêu nhi giật mình. Mà 9 vị thải châu nữ cũng đã nhìn thấy hai kẻ trộm đào là thú ngũ hành và điêu nhi. Điêu nhi, lại là ngươi, lần này còn mang theo đồng lõa nữa, hôm nay chờ xem tỷ tỷ ta có xử lý ngươi ra bã không. Chi chi chi, điêu nhi xù lông kêu chi chi, định chạy trốn. Lại bị 9 thải châu nữ bao vây lại. Mà thú ngũ hành thì lại ngẩn tò te, nó không hề biết trong bình càn khôn còn có 9 thải châu nữ nữa. Điêu nhi bị bao vây thì lập tức bày ra dáng vẻ ngây thơ đáng yêu, kêu chi chi rồi mua may móng vuốt nhỏ của mình với 9 thải châu nữ, thỉnh thoảng lại chỉ vào thú ngũ hành, vẻ mặt vô cùng đáng thương. Qua lời kể và minh họa của điêu nhi, là thú ngũ hành muốn ăn linh đào, toàn bộ linh đào trên 5 cây linh đào đều bị thú ngũ hành ăn sạch, nó không hề ăn quả linh đào nào luôn. Nhưng mà thú ngũ hành nghe điêu nhi kể như vậy với 9 thải châu nữ, sắc mặt của nó càng ngày càng đen. Nó biết lần này mình đã bị điêu nhi lừa cho một vố rồi. Vốn dĩ nó cứ tưởng mình khôn vặt một chút là có thể lừa được điêu nhi, giờ mới biết được điêu nhi bé như hạt vừng còn danh ma hơn cả yêu tinh, quá trời ma mãnh rồi. Lần này thú ngũ hành biết mình đã tự vác đá nện vào chân mình. Dưới lời kể của điêu nhi, việc ăn trộm linh đào hoàn toàn là do thú ngũ hành đã mê hoặc nó, hơn nữa toàn bộ linh đào đều bị thú ngũ hành ăn hết sạch. Lúc này tim gan thú ngũ hành run rẩy lẩy bẩy, trước nay nó chưa bao giờ nghĩ rằng điêu nhi hiền lành ngây thơ vô hại đáng yêu lại có một mặt vô sỉ xấu tính như vậy, tất cả là do một mình thú ngũ hành làm sai, bản thân điêu nhi chỉ là một đứa bé đã bị thú ngũ hành dạy hư mà thôi. Giờ phút này thú ngũ hành nhìn sắc mặt của 9 vị thải châu nữ càng ngày càng đen. Trong lòng run lên, nó biết lần này xảy ra rắc rối lớn rồi. Tuy rằng nó chưa từng gặp 9 vị thải châu nữ, nhưng mà có thể xuất hiện trong không gian bí mật của chủ nhân bình càn khôn là Dương Bách Xuyên, hiển nhiên cũng không phải là người ngoài rồi. Dựa theo tầm hiểu biết của thú ngũ hành về sự phong lưu phóng khoáng của Dương Bách Xuyên, chưa biết chừng 9 vị thải châu nữ này lại chính là chủ mẫu cũng nên. Cho nên giờ phút này trong lòng thú ngũ hành cảm thấy vô cùng dằn vặt. Dù cho hiện tại 9 thải châu nữ có trừng phạt nó thì nó cũng không dám đánh trả. Hiện giờ nó chỉ có thể thầm cầu nguyện trong lòng, mong rằng các vị cô nãi nãi này có thể nương tay một chút. Nhưng mà, sau khi nghe điêu nhi kể tiếp một hồi, thú ngũ hành hoàn toàn tuyệt vọng, bởi vì nó nhìn thấy sắc mặt của 9 thải châu nữ hoàn toàn biến thành màu đen, hơn nữa ánh mắt khi nhìn nó cũng càng ngày càng không tốt. Tuy rằng cảnh giới tu vi của 9 vị thải châu nữ không là gì khi ở trước mặt ngũ hành vương là nó, nhưng thú ngũ hành dám phản kháng không? Đương nhiên là không dám rồi, nếu nó dám phản kháng, chưa biết chừng vị chủ nhân bình càn khôn Dương Bách Xuyên kia sẽ trừng phạt nó một cách nghiêm khắc nhất ấy chứ. Chỉ nghe thải châu nữ dẫn đầu trầm giọng nói, thật to gan, hôm nay lại dám mê hoặc điêu nhi ăn vụng linh đào, 35 quả linh đào quý giá trên 5 cây linh đào đều bị ngươi ăn sạch sành xanh. Đúng là quá to gan. Ngươi có biết chỗ linh đào này dùng để ủ linh tử cho chủ nhân không hả? Chẳng lẽ chủ nhân chưa cảnh cáo ngươi rằng không được nhằm vào linh đào hừm? Đối mặt với sự chất vấn trong mắt thải châu nữ dẫn đầu, thú ngũ hành còn có thể nói gì đây? Trong lòng cảm thấy vô cùng hối hận, Dương Bách Xuyên không chỉ cảnh cáo nó mà còn nghiêm khắc cảnh cáo rằng không được đụng vào bất cứ thứ gì trong không gian bình càn khôn. Hiện tại cuối cùng thú ngũ hành cũng đã hiểu được cái mà Dương Bách Xuyên nhắc đến không chỉ là linh đào mà còn có cả. 9 thải châu nữ. Thú ngũ hành cúi đầu xuống nhỏ giọng nói, các vị tiên tử, ta đây mới vi phạm lần đầu, hơn nữa quả thật linh đào không phải do ta hái, là điêu nhi lão đại hái. Còn chưa dứt lời đã bị thải châu nữ cắt ngang, nàng ta cao giọng quát lớn, tới giờ phút này rồi mà còn cố ngụy biện. Tuy rằng điêu nhi tham ăn nhưng cũng không thể ăn liền tù tì 5 cây linh đào được, ta thấy ngươi rõ ràng là không biết hối cải. Mấy tỷ muội ta phụng mệnh bảo vệ cây linh đào, sản xuất rượu linh đào cho chủ nhân,
hôm nay ngươi lại ăn vụng một lượng lớn linh đào như vậy khiến cho bọn ta không thể tránh khỏi bị việc bị trách phạt. Vậy mà ngươi còn không chịu hối cải, đổ hết trách nhiệm lên người Điêu Nhi, thật không biết xấu hổ, các tỷ muội đánh cho ta. Ngay sau đó thú ngũ hành đã gặp bất hạnh. Chín thải châu nữ đang sống trong một sơn cốc ở bên trong bình càn khôn, cửa cốc đã được Dương Bách Xuyên dùng cây bụi gai làm hàng rào bảo vệ. Tuy rằng thiên phú tu vi của chín thải châu nữ không cao nhưng trời sinh lại có các loại thiên phú rèn rũa, đây là thiên phú bẩm sinh của chủng tộc bọn họ. Vì vậy trong tay mỗi người đều có pháp khí mà mình đã tự rèn, toàn bộ nguyên liệu đều là dây mây gai, bản thân dây mây gai đã mọc đầy gai ngược, sau khi bị thải châu nữ rèn thành pháp khí thì càng trở nên kinh khủng hơn. Trong nháy mắt chín cây roi dài mọc đầy gai ngược quất thẳng lên người thú ngũ hành. Giống giống, a a a. Thú ngũ hành đau đến gầm lên một tiếng, nhưng mà nó, dù có uất ức tới cỡ nào thì cũng không dám đánh trả, ở trong lòng nó thì chắc chắn chín vị thải châu nữ này chính là chủ mẫu mà chủ nhân Dương Bách Xuyên nuôi trong không gian bình càn khôn, nó nào dám đánh trả chủ mẫu chứ. Cho nên chỉ có thể cắn răng chịu đánh, trốn cũng không dám trốn. Bốp 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 bốp. Chín thải châu nữ hung hăng quất thú ngũ hành thật mạnh để chút giận. Sau nửa canh giờ, cơ thể thú ngũ hành tràn ngập thương tích, nó nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, thỉnh thoảng lại giật nhẹ một cái. Trói lại cho ta, mang đi gặp chủ nhân, chỉ là một con tỏa kỵ mà lại không tuân theo quy định, không biết phép tắc gì cả. Thải châu nữ dẫn đầu ra lệnh, thú ngũ hành lập tức bị trói gô, hơn nữa còn bị trói chặt bằng dây mây gai. Ngay sau đó nó bị thải châu nữ kéo thẳng xuống núi, thú ngũ hành cũng chỉ có thể phát ra từng tiếng than khóc. Còn Điêu Nhi thì lại nhìn thú ngũ hành bị thải châu nữ dùng dây mây gai kéo đi, nâng móng vuốt nhỏ lên múa may với thú ngũ hành, lộ ra một nụ cười hiền lành và vô hại. Giờ khắc này nước mắt của thú ngũ hành rơi lã chã, nó thề sau này nhất định sẽ rời xa Điêu Nhi xấu tính, con mẹ nó lừa bổn vương một vố quá thảm. Vốn dĩ nó cho rằng mình đã lừa được Điêu Nhi, được ăn quả linh đào như mong muốn, thú ngũ hành còn đang thầm đắc chí rằng nhóc con Điêu Nhi rất dễ lừa. Hiện tại thú ngũ hành mới biết được, kẻ ngu xuẩn nhất trên đời này chính là thú ngũ hành nó, mà xấu tính nhất thì lại là Điêu Nhi. Không phải bổn vương bất tài mà là Điêu Nhi quá danh ma. Ở trong lòng chín thải châu nữ thì dù Điêu Nhi có sai, cũng sẽ bại dưới ánh mắt vô cùng đáng thương ngây thơ và đáng yêu của Điêu Nhi, các nàng sẽ đổ hết tội lỗi lên người thú ngũ hành to bự này. Nếu không trừng phạt, lần sau thú ngũ hành vẫn sẽ phạm lỗi tiếp. Chín người bọn họ phụ trách bảo vệ cây linh đào, có trách nhiệm và cũng có nghĩa vụ dạy dỗ thú ngũ hành, không thì sẽ hổ thẹn với chủ nhân. Thế nên thú ngũ hành đã được định trước là sẽ phải gặp bất hạnh. Chấm chấm chấm. Không nói đến việc Điêu Nhi lừa thú ngũ hành một vố ở trên núi linh đào nữa, dưới chân núi Dương Bách Xuyên đang tưới cây thủy nguyên trong vườn linh dược. Một cây linh thụ như thế này, đương nhiên là hắn phải cẩn thận chăm bẵm rồi. Nước sinh mệnh sau khi tiến hóa, trước đó hắn đã cho thú ngũ hành và Lục Yên Chi mỗi người dùng một giọt, hiện tại còn lại một giọt cuối cùng, vừa khéo có thể dùng để tưới cho cây thủy nguyên. Sau khi tưới giọt nước sinh mệnh cho cây thủy nguyên lập tức tỏa ra quầng sáng lóa mắt. Nó phát triển rất nhanh với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, ngay sau đó mọc ra chín nụ hoa với vầng sáng ánh vàng nhàn nhạt. Rồi sau đó nở hoa, kết trái. Không nhiều không ít. Vừa đủ 9 quả thủy nguyên tinh linh xuất hiện. Sinh trưởng đến một thời điểm nhất định, vầng sáng tan đi, 9 quả thủy nguyên tinh linh hiện lên một màu vàng nhạt, Dương Bách Xuyên biết phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa thì chúng mới chín hết được, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất hài lòng. Có nước sinh mệnh ở đây, sau này hắn sẽ không thiếu quả thủy nguyên tinh linh để dùng. Tuy rằng hiện tại chỉ có 3 giọt nước sinh mệnh, nhưng sau khi dùng hết thì cứ cách một khoảng thời gian nó sẽ tự động sinh ra. Sau khi liếc qua, hắn hài lòng gật đầu, sau đó hắn đi tới một góc của vườn linh dược, lấy lò luyện đan ra chuẩn bị luyện đan. Lần luyện đan này yêu cầu luyện chế đan dược cao cấp thượng thừa, vốn định tìm đan dược có thành phần ít nhất 3 vạn năm làm chủ đạo, nhưng lại bị người vượn thú cá sấu ép vào ngõ cụt, không có thời gian đi tìm. Không đủ thì hắn nghĩ lại cũng không phải là hết cách rồi, dù sao mục đích chủ yếu của luyện chế là nâng cao tu vi của đan dược. Hắn tìm kiếm ở trong đầu một lượt và tìm được một phương thuốc thích hợp đan hỗn nguyên bách chuyển.
Tứ đan lấy 100 loại linh dược làm chủ, đó là hỗn hợp, nhưng không cần eo heo làm chủ đạo, bất kỳ loại nào cũng là chủ dược, quan trọng là 100 loại linh dược có đầy đủ linh khí là đủ. Bây giờ hắn suy nghĩ dùng 5 viên thủy nguyên tinh linh quả trong tay, 9 linh đào từ linh đào mẫu thụ, quả kinh cức và các loại linh dược trong linh dược viên để luyện chế đan dược, như vậy là đủ rồi. Thuộc tính của đan hỗn nguyên bách chuyển chính là tương thích, tinh luyện dược lực của hàng trăm tinh hoa linh dược mà không có xung đột, cuối cùng hội tụ thành đan, bàn về uy lực vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, lần này Dương Bách Xuyên chuẩn bị hạ vốn và sử dụng một lượng lớn dược liệu để luyện đan. 5 viên thủy nguyên tinh linh quả và 9 viên linh đào mẫu thụ là đủ làm cơ sở. Việc luyện đan trong bình càn khôn không cần phải lo lắng như luyện ở thế giới bên ngoài, cũng không cần phải bày ra các cấm chế. Lấy lò luyện đan thái thượng ra, trong lòng khẽ động, 9 viên linh đào mẫu thụ từ núi linh đào bay vào lò luyện đan, 5 viên thủy tinh linh quả và 9 quả kinh cức cũng được đào ra. Trong linh dược viên, từng cây linh dược lưu ý niệm khống chế bên trong đến bên người, cộng thêm đan dược tích lũy đều được xem là thượng phẩm, tất cả đều được bày ở bên cạnh. Dương Bách Xuyên bước vào trạng thái luyện đan như thường lệ, từng gốc linh dược bắt đầu được luyện chế trong lò luyện đan. Khi 9 thái châu nữ trói thú ngũ hành tìm đến Dương Bách Xuyên, bọn họ từ xa đã nhìn thấy Dương Bách Xuyên luyện đan trong linh dược viên nên không dám đến gần quấy rầy mà chỉ ở một bên chờ đợi. Lần này thú ngũ hành bị gai dây gai trói chặt đau đớn, tuy là không làm hắn ta bị thương bao nhiêu nhưng từng dây gai rất đau rất khó chịu, chỉ là hết cách rồi, bị mấy cô nãi nãi giày vò, hắn ta thật sự hết cách rồi. Chỉ có thể ở thật xa chờ đợi Dương Bách Xuyên luyện đan xong. Trong lòng thú ngũ hành nhìn thấy Dương Bách Xuyên luyện đan, 9 thái châu nữ đứng đằng sau cũng không tiến lên quấy rầy, ngược lại là hắn ta phải đối mặt với sự trách phạt Dương Bách Xuyên, càng khủng khiếp hơn. 1-2 ngày trôi qua, Dương Bách Xuyên hoàn toàn chìm đắm trong thế giới luyện đan. Mãi cho đến 3 tháng sau, Dương Bách Xuyên cuối cùng đã hoàn thành luyện đan, may mắn thay, trong thế giới nhỏ của bình càn khôn không hề có đan kiếp nào giáng xuống. Sau khi mở lò luyện đan, 12 viên đan màu vàng bay ra khỏi lò. Dương Bách Xuyên vung tay lên, thu tất cả vào trong bình đan dược, lấy một viên ra tay rồi nở nụ cười. Toàn thân toát ra một vầng sáng màu vàng kim, trên đó tự nhiên hình thành đan văn, nhìn rất đẹp mắt, đan dược có mùi hương tỏa ra rất xa, linh khí cực kỳ nồng đậm. Cầm nó trong tay có thể cảm nhận được lực lượng linh khí mạnh mẽ trong đan dược. Đan hỗn nguyên bách chuyển không có giới thiệu đặc biệt nào, chỉ là một viên đan gồm hàng trăm loại tiên dược, đan dược luyện ra hoàn toàn phụ thuộc vị trí linh dược, còn vị trí của linh dược phụ thuộc nhiều vào bản thân người luyện ra nó. Dương Bách Xuyên dùng linh đào mẫu thụ, thủy nguyên tinh linh quả và quả kinh cức làm cơ sở, chính hắn cũng rất mong chờ sau khi dùng sẽ có hiệu quả như thế nào, dù sao cũng là đan dược có chân khí và linh hồn dung hợp, cũng xem như rất quý giá. Hắn tin là uống một viên đan dược, muốn đột phá một tiểu cảnh giới hẳn là không khó, nếu như một viên đan dược không đủ thì 2 viên, 3 viên nhất định sẽ thăng cấp một lần. Hơn nữa đan hỗn nguyên bách chuyển là đan dược do linh khí và lực lượng thần hồn dung hợp, có thể sử dụng nhiều lần, xem nó có hiệu quả như thế nào. Luyện ra 12 viên đan dược cũng coi như đã luyện được nhiều hơn dự tính, hắn dự định chia đều cho 4 người Lục Yên Chi, Thú Ngũ Hành và Trồn Nhỏ mỗi người 3 viên. Trong chuyến đi Thái Hoang lần này, bất kỳ ai trong đội hiện tại của bọn họ đều có công lớn. Bản thân hắn thì không nói, thú ngũ hành dùng làm thú cưỡi thay cho việc đi bộ, hơn nữa bàn về thực lực cũng không hề yếu chút nào. Độc tu của Lục Yên Chi có thể loại bỏ khí độc, bên cạnh đó, Dương Bách Xuyên cũng tin tưởng vào độc thể ách nan của nàng ta đại thành, dù sao cũng không biết khi nào Nguyễn Thần Huyễn và Phong M. Dương sẽ xuất hiện. Trồn nhỏ càng quan trọng hơn. Tuy là trồn nhỏ trước mắt không giúp được gì cho trận chiến đấu, nhưng trồn nhỏ là huyết mạch của Phi Thiên Thần Điêu, cũng là linh thú thiên địa ghê gớm, vai trò lớn nhất là tầm bảo, ở trong Thái Hoang, trồn nhỏ có thể phát huy tác dụng rất lớn. Cho nên mọi người đều cần nâng cao thực lực, hắn cũng không muốn bị nhốt ở trong bình càn khôn mà không thể ra ngoài. Chờ tất cả mọi người đột phá tu vi, đạt đến tầng cao hơn, đến lúc đi chém giết càn quét thì ít nhất sẽ có sức đánh trả. Không đến mức bị một vài yêu thú đuổi theo mà phải bỏ chạy, điều này cực kỳ phiền phức. Sau khi thu hồi đan dược, Dương Bách Xuyên quay đầu lại,
nhìn thấy chín thái châu nữ đang tiến đến, thấy bọn họ đang kéo theo thú ngũ hành phía sau, trên người thú ngũ hành đầy vết bầm tím trông rất đáng thương. Có điều, Dương Bách Xuyên cũng phát hiện ra thú ngũ hành chỉ bị vết thương ngoài da, hắn rất ngạc nhiên, nhưng Dương Bách Xuyên cũng không quan tâm, nhìn thấy chín thái châu nữ, Dương Bách Xuyên hiểu là chắc sẽ liên quan đến Linh Đào. Lúc này, chín thái châu nữ đi tới, đồng loạt hành lễ với Dương Bách Xuyên, nhẹ giọng nói, bái kiến chủ nhân. Các ngươi không cần đa lễ, các ngươi làm gì thế? Dương Bách Xuyên nhìn thấy bộ dạng thú ngũ hành chật vật, chỉ đành nhịn xuống cười hỏi. Chủ nhân, là thú ngũ hành mê hoặc trồn nhỏ, hai người bọn họ đã ăn trộm linh đào còn ăn cả năm gốc cây tử thụ, bị chúng ta bắt được, thái châu nữ cầm đầu thuật lại đôi ba câu về nguyên nhân kết quả sự việc một cách tường tận, hơn nữa còn bảo Dương Bách Xuyên trừng phạt nghiêm khắc thú ngũ hành. Dương Bách Xuyên không khỏi muốn cười, lúc nghe nói thú ngũ hành đã mê hoặc trồn nhỏ, Dương Bách Xuyên biết chuyện gì đang xảy ra, thú ngũ hành có thể mê hoặc được trồn nhỏ sao, có đánh chết Dương Bách Xuyên cũng không tin. Đừng thấy trồn nhỏ luôn bày ra bộ dáng vô hại với con người và động vật, thực ra trồn nhỏ hoàn toàn có thể được xưng là cốt tinh kẻ trộm gà cổ linh. Hắn biết chỉ số IQ của thú ngũ hành hẳn không thể mê hoặc được trồn nhỏ, phải biết rằng trồn nhỏ đã cùng hắn lớn lên, lúc hắn còn ở Vân Môn tại trái đất, mỗi ngày đều đi theo đại đồ đệ Độc Cô Hối và các đệ tử Vân Môn lăn lộn. Làm sao nó có thể bị thú ngũ hành lừa được? Chí Thái Châu nữ đang dựa theo chỉ dẫn của hắn đi ủ rượu linh đào, hơn nữa bọn họ còn phụ trách chăm sóc cây linh đào, đương nhiên thấy không quen hành động của thú ngũ hành. Sau khi Dương Bách Xuyên cười trấn an chín thái châu nữ, mới thả thú ngũ hành ra và rời đi. Sau khi chín thái châu nữ rời đi, Dương Bách Xuyên cười tủm tỉm nhìn thú ngũ hành chật vật không chịu nổi, điều này khiến thú ngũ hành dựng tóc gáy, nức nở nói, chủ nhân. Chủ nhân, ta sai rồi, cầu xin chủ nhân tha mạng. Thật ra, Dương Bách Xuyên không có ý trách móc thú ngũ hành, có rất nhiều linh dược, vì vậy hắn mới ngầm bằng lòng để trồn nhỏ ăn bất cứ thứ gì nó muốn. Cũng để chín thái châu nữ đi ủ rượu, ít đi 5 cây linh đào cũng không việc gì. Chỉ cần không phải thiếu mất linh đào mẫu thụ là được, linh đào của tử thụ hiện tại đối với hắn cũng không có bao nhiêu tác dụng. Hắn chỉ đang cười bộ dạng thảm hại của thú ngũ hành vì bị chín thái châu nữ xử lý, hắn càng buồn cười hơn chính là chuyện thú ngũ hành bị trồn nhỏ lừa gạt. Nào có biết thú ngũ hành nghĩ bản thân bị trừng phạt nên mới sợ hãi. Không đủ cũng tốt. Chỉnh đốn một trận như thế cũng coi như cho thú ngũ hành một bài học. Nhưng thôi dừng lại ở đó, dù sao thì thú ngũ hành từ sau khi đi theo hắn cũng đã cống hiến rất nhiều, mỗi trận chiến hắn ta đều là chủ lực xông pha liều mạng, cho nên ăn một ít linh đào cũng chẳng đáng gì. Nghĩ vậy thôi chứ Dương Bách Xuyên cũng không nói ra, chỉ hừ lạnh rồi nói, ngươi thật đáng đời. Chủ nhân, ta biết sai rồi, sau này không dám ăn linh đào nữa, xin chủ nhân khai ân. Thú ngũ hành bị chín thái châu nữ đánh cũng không sợ gì, chỉ sợ Dương Bách Xuyên sẽ trừng trị mình. Được rồi, lần này coi như là một bài học, sau này nhớ kỹ, làm người, à không, làm yêu ma thì càng phải chính trực. Dựa theo hiểu biết của ta về trồn nhỏ, việc ngươi mê hoặc trồn nhỏ, ngươi làm sao có thể thông minh như vậy, lần này chắc là ngươi bị trồn nhỏ lừa gạt đúng chứ? Dương Bách Xuyên cười hỏi. Nghe vậy, thú ngũ hành bật khóc. Cảm thấy như một người bạn tri kỷ, xúc động nói, chủ nhân anh minh, ta đã bị trồn nhỏ lừa, ta muốn cùng trồn nhỏ ra ngoài và ăn một ít linh đào, làm sao ta biết được trồn nhỏ hái mất 5 gốc linh đào cùng một lúc. Cuối cùng, lúc chín sư mẫu Thái Châu đến, trồn nhỏ, ôi, dù sao thì trồn nhỏ cũng lừa gạt ta, nó quá xấu xa. Ừ, nghe nói thú ngũ hành coi chín Thái Châu nữ là chủ mẫu, Dương Bách Xuyên ho khan một tiếng, dừng lại nói, được rồi. Chuyện này coi như đã được làm rõ, điều ta muốn nói với ngươi là sau này có thể đường đường chính chính đi ăn linh đào, ngoại trừ 9 loại linh đào mẫu thụ ra thì ngươi có thể lấy một gốc linh đào tử thụ, ta sẽ nói với 9 thái châu nữ. Bây giờ nói vào việc chính, ta đã luyện ra đan hỗn nguyên bách chuyển, 4 người chúng ta mỗi người có 3 viên đan dược, chỉ cần một người nỗ lực mới có thể đột phá, không thể mãi bị mắc kẹt trong không gian của bình càn khôn, cuối cùng chúng ta vẫn phải ra ngoài. Cái này của ngươi, gửi bình kia cho Lục Yên Chi, luyện tập chăm chỉ, chờ khi rời khỏi đây, chính là ngày chết của mấy con thú người vượn thú cá sấu kia. Trong lúc nói chuyện, Dương Bách Xuyên lấy ra 2 lọ đan hỗn nguyên bách chuyển và đưa chúng cho thú ngũ hành.
Sau khi thú ngũ hành vui mừng khôn xiết nói cảm tạ, hắn ta cuống quyết đi tìm Lục Yên Chi. Trong lòng Dương Bách Xuyên chợt động, một lọ đan dược trực tiếp đưa tới trước mặt chồn nhỏ đang trốn trên cây linh đào ngủ, hơn nữa nghiêm khắc khuyên răn chồn nhỏ dùng đan dược xong thì tu luyện cho tốt, sau khi ra ngoài phải đi tầm bảo ở Thái Hoang, điều này khiến mắt chồn nhỏ tỏa sáng, gật đầu lia lịa. Sau khi làm xong tất cả, Dương Bách Xuyên phóng linh thức ra xem bên ngoài. Ngay sau đó, cả người Dương Bách Xuyên run rẩy. Hắn nhìn thấy xung quanh đá ngầm ở bên ngoài có 8 thú nhân viên ngạc ngư tất cả đều có mặt. Quan trọng là vô nhân viên ngạc ngư vậy mà cũng ở đó, đang lười biếng nằm bò cách hang động không xa, trông dáng điệu của những nhiệt xúc này là muốn cố thủ không tha. Dương Bách Xuyên không nhìn thấy cậu bé đá tinh, cũng không biết hắn thế nào rồi. Nếu vô nhân viên ngạc ngư màu trắng bạc đã xuất hiện, lại không thấy đá tinh, điều này khiến hắn hơi lo lắng. Dù sao đá tinh là ân nhân cứu mạng của hắn, hoặc nói là đá cứu mạng. Thấy thú nhân viên ngạc ngư tất cả đều có mặt, chuẩn bị cố thủ, Dương Bách Xuyên cũng thở dài, thu linh thức về, chuẩn bị tu luyện. Hắn biết bây giờ hắn chỉ có con đường nâng cao tu vi để đi, sau khi tu vi thăng cấp, thực lực mạnh mẽ mới có thể giết ra ngoài, nếu không rất có thể sẽ bị những thú nhân viên ngạc ngư này vây hãm. Sau khi Dương Bách Xuyên ngồi xếp bằng, dùng viên đan hỗn nguyên bách chuyển đầu tiên. Linh khí và sức mạnh thần hồn mạnh mẽ cùng lúc nổ tung trong người, lập tức khiến hắn có cảm giác ăn no căng, hiệu quả của đan dược tốt ngoài dự đoán. Thúc dục càn khôn tạo hóa quyết bắt đầu vận chuyển chu thiên, thái âm thái dương trong lưỡng nghi tử phủ cũng bắt đầu tự động xoay tròn, linh khí khổng lồ dày đặc bắt đầu luyện hóa trong sự thúc dục của công pháp, vận hành trong kinh mạch khắp người, cuối cùng trở về lưỡng nghi tử phủ tiến vào trong hai mệnh tinh lớn. Hai mệnh tinh lớn hấp thụ sức mạnh đan dược xong bùng lên ánh sáng mãnh liệt. Chuông Đông Hoàng hiện ra trên Thái Dương tinh. Cánh cửa U Đô đen như mực hiện ra trên Thái M tinh. Hai cái đều có phù văn lấp lóe, bên ngoài thân xác của Dương Bách Xuyên cũng hiện lên ảo ảnh của Chuông Đông Hoàng và cánh cửa U Đô. Dương Bách Xuyên tiến vào trong trạng thái tu luyện sâu. Hiệu quả của đan hỗn nguyên bách chuyển tốt ngoài dự đoán của hắn. Cho dù là chân khí hay là sức mạnh nguyên thần đều tăng mạnh lên, sức mạnh thần hồn chứa đựng trong đan dược tiến vào nguyên thần thông qua tượng thần. Mặc dù Dương Bách Xuyên hoàn toàn không có hai nguyên thần, nhưng tạm thời cũng chỉ có thể coi Chuông Đông Hoàng và cánh cửa U Đô thành tượng thần trực tiếp, tác dụng của hai cái giống với tượng thần. Tu chân không có 5 tháng, thời gian đối với tu sĩ tu vi càng cao có lúc là không đáng tiền nhất. Thấm thoát Dương Bách Xuyên đã tu luyện 3 tháng. Một ngày của 3 tháng sau hắn đã hoàn toàn hấp thụ luyện hóa được dược lực của đan hỗn nguyên bách chuyển, bỗng nhiên trong người truyền tới một trận nổ vang, sau khi hắn luyện hóa một viên đan hỗn nguyên bách chuyển thì đã đột phá đến tu vi hợp thể cảnh hậu kỳ. Có điều Dương Bách Xuyên vẫn chưa dừng lại, tiếp tục dùng viên đan hỗn nguyên bách chuyển thứ hai, bởi vì hắn biết tu vi hợp thể cảnh hậu kỳ vẫn không đủ để chiến thắng thú nhân viên ngạc ngư ở bên ngoài, nhất là vô nhân viên ngạc ngư màu trắng bạc kia. Cho nên hắn tiếp tục dùng đan dược. Hắn đã tiêu hao thời gian nửa năm để luyện hóa viên đan hỗn nguyên bách chuyển thứ hai, tu vi đến hậu kỳ sẽ càng ngày càng khó khăn, viên đan hỗn nguyên bách chuyển thứ hai không đột phá một bậc nữa như ý muốn, nhưng cũng xung kích đến giai đoạn hợp thể cảnh hậu kỳ. Dương Bách Xuyên dùng viên đan hỗn nguyên bách chuyển thứ ba. Lại trôi qua một năm luyện hóa hấp thụ viên đan hỗn nguyên bách chuyển thứ ba, cuối cùng Dương Bách Xuyên đã đột phá rồi. Trong người truyền tới tiếng nổ, tu vi của hắn đã đột phá đến hợp thể cảnh đại viên mãn. Ba viên đan hỗn nguyên bách chuyển làm hắn đột phá hai cảnh giới nhỏ, điều này khiến Dương Bách Xuyên rất hài lòng đối với dược lực của đan hỗn nguyên bách chuyển. Trong lòng hắn nghĩ nếu có đủ độ tuổi đạt đến linh dược vạn năm, rồi luyện chế đan hỗn nguyên bách chuyển thì có thể chống đỡ tu sĩ độ kiếp cảnh hoàn toàn đột phá. Cảm nhận chân khí hùng hậu và sức mạnh nguyên thần mạnh hơn một vòng ở trong người. Dương Bách Xuyên không khỏi huýt sáo, lẩm bẩm cuối cùng cũng có chút sức tự bảo vệ rồi, bây giờ đối mặt với 8 thú nhân viên ngạc ngư, có lòng tin trọi cứng, đáng tiếc sức mạnh này đấu với vô nhân viên ngạc ngư màu trắng bạc kia, ta biết là vẫn không đủ. Trong miệng Dương Bách Xuyên lẩm bẩm xong, trong lòng vẫn cười khổ, vẫn là không có phần thắng, thực lực không đủ mạnh mẽ, còn phải tiếp tục cố gắng, nếu không đối đầu với vô nhân viên ngạc ngư chỉ có nước bị ngược, lão tử không thích loại cảm giác này. Cái ta muốn là thực lực xử lý hắn.
Sau khi cảnh giới tu vi đạt đến hợp thể cảnh đại viên mãn, Dương Bách Xuyên biết không tiến thêm được nữa rồi. Cảnh giới lớn tiếp theo chính là độ kiếp cảnh. Đây là một đường ranh giới khổng lồ của tu chân, là ngưỡng cửa đại thiên kiếp, chỉ dựa vào hấp thụ linh khí trời đất luyện hóa đan dược là không thể đột phá được, tu luyện trước mắt đã đến cực hạn rồi. Muốn đột phá độ kiếp cảnh vẫn cần cảm ngộ cảnh giới, không phải chỉ dựa vào linh khí đầy đủ là được. Hơn nữa linh khí đột phá độ kiếp cảnh sẽ là sự to lớn mà hắn không thể tưởng tượng, cho dù dùng 12 viên đan hỗn nguyên bách chuyển cũng không có tác dụng. Cảnh giới này càng cần phải cảm ngộ đối với cảnh giới. Chỉ là bây giờ hắn cưỡng chế sử dụng đan dược để tu vi đột phá xung kích đến hợp thể cảnh đại viên mãn, cảm ngộ cảnh giới cũng đã hạ xuống rồi. Không có cảm ngộ cảnh giới ổn định, thì hắn không thể phát huy ra uy lực của các loại thần thông. Lên cao muốn tham ngộ thần thông đều không đủ hiểu biết về tâm cảnh. Cho nên Dương Bách Xuyên vội vàng bắt đầu củng cố cảnh giới, tham ngộ cảm ngộ cảnh giới của hợp thể cảnh đại viên mãn. Sau đó hắn sẽ tham ngộ hai thần thông lớn. Thứ nhất là tham ngộ chiêu thần thông thứ hai của thập nhị chí tôn do lão đầu để lại, đến bây giờ liên ngẫu phân thân vẫn chưa phản hồi lại tin tức gì, cũng tức là chưa có tiến triển gì đối với chiêu thứ hai. Bây giờ sau khi tu vi của hắn đến hợp thể cảnh đại viên mãn, ngược lại có thể tham ngộ chiêu thần thông thứ hai rồi. Thứ hai là kiếm quyết hắc liên, sau khi hắn để kiếm quyết hắc liên tự diễn hóa đến nhất kiếm tứ hắc liên thì không còn có tiến triển gì nữa, không gian lên cấp của kiếm quyết hắc liên vẫn rất lớn, theo diễn hóa lúc trước của Dương Bách Xuyên, kiếm kỹ hắc liên có thể không diễn hóa ra nhiều kiếm khí hắc liên hơn nữa. Giai đoạn này bây giờ cũng chỉ là bắt đầu, về sau còn có lên cấp tứ hóa bát. Chỉ là hắn chưa có manh mối, cho nên hắn sẽ đi xin Hắc Liên Chi Linh chỉ giáo. Dù sao kiếm quyết Hắc Liên là ban đầu Hắc Liên Chi Linh truyền cho hắn, đối với kiếm quyết Hắc Liên không có ai rõ ràng hơn Hắc Liên Chi Linh. Chỉ cần tu luyện thành công hai thần thông lớn này, đến lúc đó Dương Bách Xuyên sẽ có nắm chắc đối đầu chính diện với thú nhân viên ngạc ngư, thậm chí là đối chiến với vua nhân viên ngạc ngư trắng bạc kia. Dương Bách Xuyên là người đã nói là làm. Hơn nữa không tham ngộ thần thông, hắn cũng không còn lựa chọn, bởi vì hắn biết chỉ dựa vào tu vi cảnh giới hợp thể cảnh đại viên mãn bây giờ vẫn không đủ đối phó với thú nhân viên ngạc ngư. Ngay lập tức, tâm niệm chợt động, ý thức tiến vào trong không gian hắc liên, tham ngộ thần thông không có bất cứ nơi nào hoàn mỹ bằng không gian hắc liên, ở đây hắn sẽ có thời gian gấp nghìn lần so với thế giới bên ngoài, đủ để hắn tham ngộ chiêu thần thông thứ hai của thập nhị chí tôn. Chiêu thứ hai thập nhị chí tôn xuất hiện trong đầu là trường sinh chí tôn. Cho tới bây giờ, Dương Bách Xuyên đều chưa từng xem ấn ký thần thông của chiêu thứ hai, bởi vì hắn biết xem cũng uổng công, cảnh giới tu vi lúc trước quá thấp, với không tới. Hôm nay lúc lật ra xem, mới biết chiêu thứ hai tên là ấn trường sinh. Trong đầu nhớ lại lão đầu từng kể về đại sư huynh trong truyền thuyết, nhớ lão đầu từng nói hoặc nói là phong vân thần khuyển phong vân dạ lang năm đó từng nói. Tông môn đại sư huynh sáng lập tên là Trường Sinh Thần Điện. Bây giờ mới biết ấn Trường Sinh cũng chỉ là một loại trong thần thông thập nhị chí tôn lão đầu sáng tạo ra thôi. Sự kính nể đối với lão đầu ở trong lòng Dương Bách Xuyên lại nặng hơn. Lúc trước Dương Bách Xuyên không đồng ý với lời mạnh miệng của lão đầu, luôn cảm thấy ông đang khoác lác. Nhưng khi bắt đầu tu luyện thần thông thập nhị chí tôn, Dương Bách Xuyên mới dần biết lão đầu có thể sáng tạo ra thập nhị chí tôn thật sự là người phi phàm. Chiêu thứ hai tên là Trường Sinh Chí Tôn, cũng có ba kết ấn lớn, bao gồm ấn thứ nhất Vấn Đạo Ấn, ấn thứ hai Thành Đạo Ấn, ấn thứ ba Đại Đạo Ấn. Ba kết ấn lớn là để Trường Sinh Chí Tôn tu đạo, cũng có thể hiểu thành quá trình hiểu biết cảm nhận đại đạo của lão đầu. Nó cũng có mấy trăm chữ ngắn ngủi, nhưng mỗi chữ lại sâu xa tối nghĩa khó hiểu giống chiêu thứ nhất Kim Cang Chí Tôn. Nhưng sau khi đã có kinh nghiệm lần đầu tiên, Dương Bách Xuyên ngược lại cũng không nóng vội, bắt đầu tìm hiểu tham ngộ từng chút một. Ý thức chìm đắm ở không gian hắc liên vô cùng vô tận, Dương Bách Xuyên vừa nhập định ngày tháng đã qua như thoi đưa. Cũng không biết trôi qua bao lâu, sau khi trên người hắn phủ một tầng bụi dày, một ngày nọ cuối cùng hắn đã mở đôi mắt ra. Cả người chấn động, bụi bay đầy trời, nhưng Dương Bách Xuyên lại phát ra tiếng gào. Trong tiếng gào này mang theo sự vui sướng chịu khổ, bản thân hắn cũng không biết tham ngộ bao nhiêu năm ở không gian hắc liên, cuối cùng đã có thu hoạch rồi. Tiếng thét dài của Dương Bách Xuyên vang vọng trong không gian hồ Càn Khôn,
ba thân hình nhanh chóng bay đến từ ba phương hướng. Chi chi, chồn nhỏ hoan hô chạy đến. Chủ nhân. Dương đại ca, cuối cùng ngươi cũng xuất quan. Ngay sau đó thú ngũ hành và Lục Yên Chi cũng đến. Dương Bách Xuyên nhìn Lục Yên Chi, có chút kinh ngạc nói, ta bế quan rất lâu. Đã hơn 10 năm kể từ khi chúng ta đi vào Hồ Càn Khôn. Lục Yên Chi nói. Dương Bách Xuyên cũng ngẩn người, lâu như vậy. Thật ra hắn không có cảm giác gì, rốt cuộc đắm chìm ý thức trong không gian hắc ám vô tận của không gian hắc liên, rất khó có quan niệm thời gian, hơn nữa tâm tư của hắn đặt hết vào việc tìm hiểu thần thông, 10 năm cũng là chuyện bình thường. Nhưng đối với hắn, thời gian không phải vấn đề, sau đó hắn nhìn về phía Lục Yên Chi, hai mắt sáng lên, đột phá. Nghe Dương Bách Xuyên nói, Lục Yên Chi không giấu được ý cười, vâng. Đều là công lao đan dược của Dương đại ca, tốt vượt mức tưởng tượng, làm ta đột phá bình cảnh đã dừng gần trăm năm, tu vi đạt đến độ kiếp kỳ, cảm ơn. Cảm ơn làm gì, có thể đột phá là chính ngươi cố gắng, đan dược cũng chỉ là phụ trợ, chờ sau khi ra ngoài vượt qua thiên kiếp, ngươi chính là tu sĩ độ kiếp kỳ, nhân lúc ở Thái Hoang thì tranh thủ tu luyện, củng cố cơ sở, sau khi rời khỏi đây có thể gia tăng tỷ lệ vượt qua đại thiên kiếp. Dương Bách Xuyên chúc mừng Lục Yên Chi. Nhìn nàng ta có thể đột phá thì thấy vui mừng thay cho nàng ta, quan trọng là tu vi của Lục Yên Chi tăng lên, làm cho thực lực của đội ngũ bọn họ tăng lên rất nhiều. Lúc này thú ngũ hành xen vào, nói chủ nhân, ta cũng đột phá, hiện tại có thể xem như tu vi độ kiếp hậu kỳ của nhân tộc các ngươi, ha ha. Chi chi. Chồn nhỏ ngồi xổm trên xương quai xanh của Dương Bách Xuyên, kêu to ý bảo nó cũng có tiến bộ. Dương Bách Xuyên cười ha ha. Rất vui vẻ, mặc dù đã 10 năm trôi qua, nhưng trong 10 năm mọi người đều có thể đột phá, hắn thật sự rất vui sướng. Được được được, mọi người đều có tiến bộ thì tốt, chúng ta cũng nên đi ra ngoài. Dương Bách Xuyên híp mắt nói, thả linh thức ra ngoài quan sát 8 thủ lĩnh thú vượn cá sấu và con cá sấu vượn người vương màu trắng xám vẫn đứng ở đó. Suốt 10 năm chưa động. Dương Bách Xuyên thầm mắng, đám nghiệt xúc này thật sự đủ kiên định. Hiện giờ tu vi của Lục Yên Chi là độ kiếp kỳ, có thể tiến hành giai đoạn đại thừa của ách nạn độc thể. Thú ngũ hành đã đạt đến giai đoạn độ kiếp hậu kỳ, tiến bộ 2 giai đoạn nhỏ, làm Dương Bách Xuyên cũng âm thầm líu lưỡi, kinh ngạc cảm thán thiên phú tu luyện của thú ngũ hành. Ban đầu hắn còn cho rằng thú ngũ hành có thể đạt đến độ kiếp trùng kỳ đã rất không tồi, không ngờ nuốt 3 viên đan dược trực tiếp đạt đến độ kiếp hậu kỳ. Phải biết rằng độ kiếp kỳ không giống hợp thể cảnh. Độ khó khăn khi thăng cấp vượt mức tưởng tượng, không ngờ thú ngũ hành có thể đột phá độ kiếp sơ kỳ lên hậu kỳ. Còn Dương Bách Xuyên, hắn tự nhận thu hoạch rất lớn. Sau đó mấy người chuẩn bị đi ra ngoài, vốn dĩ Dương Bách Xuyên còn chuẩn bị dùng áo giáp da cá sấu vượn người làm chiến giáp cho chính mình và Lục Yên Chi, nhưng hắn không muốn đợi. Bị cá sấu vượn người áp chế gắt gao, nghẹn khuất 10 năm trốn trong hồ càn khôn, nói không buồn bực là giả. Hiện tại hắn chỉ muốn đi ra ngoài đại chiến 300 hiệp với đám yêu thú, phóng xuất nỗi buồn bực trong lòng ra. Đồng thời hắn có thể cảm nhận được Lục Yên Chi và thú ngũ hành cũng rất nghẹn khuất. Cho nên sau khi bàn bạc, mấy người bọn họ đi ra ngoài. Chờ sau khi ra ngoài, Dương Bách Xuyên để thú ngũ hành và Lục Yên Chi dắt lấy con cá sấu vượn người vương màu trắng xám kia, không mong làm bị thương được yêu thú cường đại đó, chỉ cầu có thể kiềm chế. Còn hắn và chồn nhỏ sẽ đi chém giết 8 con cá sấu vượn người kia, hiện tại hắn có tin tưởng. Hỏi thú ngũ hành và Lục Yên Chi có nắm chắc kiềm chế được hay không? Thú ngũ hành trả lời, lần này ra ngoài bổn vương muốn xé xác con ác thú kia, con mẹ nó quá nghẹn khuất. Trả lời đầy sự tự tin. Lục Yên Chi trả lời hàm xúc, trên thực lực ta kém thú ngũ hành, nhưng đã bỏ tận 5 năm luyện chế một ít độc. Nếu chỉ cần kiềm chế cá sấu vượn người vương thì có thể làm được. Rất tốt, chờ sau khi rời khỏi đây, các ngươi cố gắng cẩn thận, lấy kiềm chế là chủ, không cần chống chọi với con nghiệt xúc kia. Chờ ra giải quyết 8 con cá sấu vượn người bình thường kia, chúng ta sẽ liên hợp giết chết đại yêu kia. Được, sau khi chuẩn bị kỹ càng, thả linh thức ra ngoài xem xét tình huống, bên ngoài hố nhỏ sâu 3 mét có 3 con thú cá sấu vượn người, 5 con khác đang phân tán 4 phía nhưng cũng không xa. Còn con cá sấu vượn người vương kia nằm bò trên một khối đá ngầm cách 20 mét.
Dương Bách Xuyên biết sau khi rời khỏi đây phải dùng tốc độ nhanh nhất để chém giết ba con cá sấu vượn người cách gần nhất, sau đó đối mặt trực tiếp với năm thú cá sấu vượn người khác. Đồng thời cũng thả thú ngũ hành, Lục Yên Chi và Trồn Nhỏ ra. Người trước đi kiềm chế cá sấu vượn người vương, còn Trồn Nhỏ đi giúp hắn chém giết. Thật ra trong lòng Dương Bách Xuyên cũng không nắm chắc có thể chém giết cá sấu vượn người, chẳng qua hắn tự tin với thân thông sư phụ để lại. Hắn đã tìm hiểu thành công chiêu thứ hai trường sinh chí tôn của thần thông, nhưng vẫn chưa thực chiến, cũng không biết uy lực có thể đạt đến mức nào. Nhưng Dương Bách Xuyên còn tìm hiểu thêm kiếm quyết Hắc Liên, diễn biến kiếm trận Hắc Liên đến giai đoạn 4 hóa 8, chắc chắn uy lực khác xa quá khứ. Thật sự thì dù sao hắn cũng có nắm chắc, tốt xấu lúc trước cũng chiến đấu với cá sấu vượn người, có thể phán đoán ra uy lực của hai thần thông khi đối chiến với cá sấu vượn người. Thả linh thức thông qua không gian Hắc Liên, cá sấu vượn người ở bên ngoài đều không biết hắn dùng linh thức quan sát. Hồn càn khôn bị chôn trong đa vụn 10 năm đều không bị cá sấu vượn người phát hiện. Dương Bách Xuyên đồng ý niệm, tay cầm kiếm đồ long đi ra khỏi không gian hồ càn khôn. Đùng! Đá vụn đè lên trên hồ càn khôn bị Dương Bách Xuyên đáng sơ sát. Lúc này đột nhiên cá sấu vượn người vương màu trắng xám kia mở to mắt, gầm rú. Tám con cá sấu vượn người đang nằm tại chỗ cũng tức giận gào giống. Phản ứng không chậm nhưng Dương Bách Xuyên nhanh hơn, ngay sau hắn là thú ngũ hành, Lục Yên Chi, Trồn Nhỏ đều xuất hiện. Thú ngũ hành và Lục Yên Chi lao thẳng đến chỗ cá sấu vượn người vương. Dương Bách Xuyên ra tay trước với ba con cá sấu vượn người cách gần nhất. Kiếm quyết Hắc Liên bát hoang, chém. Ánh sáng lóe lên chói lòa trên thân kiếm đen nhánh của kiếm đồ long. Ngay lập tức tám đạo kiếm khí xuất hiện, tất cả đều chém lên ba con cá sấu vượn người. Chiêu Hắc Liên bát hoang cũng coi như bản tiến hóa của kiếm trận Hắc Liên, trong vô số năm ở không gian hồ càn khôn, sau khi tìm hiểu thần thông, hắn không quên đi tìm linh hồn Hắc Liên để xin chỉ dạy chuyện tu luyện kiếm quyết Hắc Liên. Hắc Liên bát hoang chính là thành quả tu luyện, diễn hóa từ nhất kiếm tứ Hắc Liên của kiếm trận Hắc Liên, ban đầu hắn còn tưởng chém ra nhất kiếm bát Hắc Liên. Nhưng sau khi được linh hồn Hắc Liên chỉ dẫn, hắn mới biết được hắn tu luyện hơi kém, dựa theo lời của linh hồn Hắc Liên, phương hướng lĩnh ngộ kiếm trận của hắn không sai, cũng có thể không ngừng suy đoán kiếm khí Hắc Liên. Ví dụ như 1 hóa 2, 2 hóa 4, 4 hóa 8. Cứ tuần hoàn như vậy, uy lực sẽ càng lúc càng lớn. Nhưng có một vấn đề, sau khi phân hóa Hắc Liên càng thích hợp chiến đấu quần thể, có lợi có tệ. Lợi ở chỗ có thể đối chiến với sự tấn công quần thể, tệ đoan là sau khi uy lực bị phân tán sẽ yếu đi rất nhiều. Sau khi được linh hồn Hắc Liên dạy dỗ, hiện tại Dương Bách Xuyên đã hoàn mỹ kết hợp lợi và hại để thi triển kiếm quyết Hắc Liên. Hiện tại hắn thi triển kiếm quyết Hắc Liên càng thêm thuận buồm xuôi gió, một kiếm chém ra có thể tấn công số đông, cũng có thể hợp nhất các kiếm, uy lực cực kỳ mạnh, kiếm khí cũng có thể hóa thành bất cứ hình thái gì, không giới hạn ở hình thái Hắc Liên. Đối mặt với cá sấu vượn người, Dương Bách Xuyên trực tiếp thi triển công kích mạnh nhất của kiếm quyết Hắc Liên, kiếm khí chém xuống đầu ba con cá sấu vượn người. Phụt phụt phụt, sau đó phát ra tiếng nổ nặng nề. Dương Bách Xuyên nhìn thấy tám kiếm khí nổ tung trên người ba con cá sấu vượn người. Nhưng điều khiến hắn kinh hãi là ba con cá sấu vượn người không hề bị thương, vẫn cực kỳ hung mãnh lao đến chỗ hắn. Trong lòng Dương Bách Xuyên chấn động. Bắt đầu nghi ngờ thực lực của mình và linh hồn Hắc Liên thì kỳ tích xuất hiện. Gào gào gào. Ba con cá sấu vượn người vọt đến trước mặt hắn đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể dừng lại, cả người chia năm xẻ bảy, chết ngay tại chỗ. Mùi máu gay mũi truyền đến làm Dương Bách Xuyên lấy lại tinh thần, trong lòng vui sướng, đây là bị chính mình đánh gục trong nháy mắt. Sau khi ba con cá sấu vượn người chúng kiếm vẫn lao đến trước mặt hắn. Bởi vì tốc độ của ba con yêu thú quá nhanh, hoặc cũng có thể nói tốc độ kiếm khí của hắn quá nhanh, nhanh đến mức ba con yêu thú chưa kịp phản ứng, lúc này mới vọt đến trước người. Nhìn thi thể chia năm xẻ bảy của cá sấu vượn người, Dương Bách Xuyên mỉm cười. Bị đám súc sinh này đuổi theo chạy trốn vào trong hồ càn khôn suốt 10 năm, cuối cùng cũng được sảng khoái. Đối với kiếm quyết Hắc Liên được linh hồn Hắc Liên cải tạo, thật sự làm Dương Bách Xuyên giải kiến thức. Đồng thời Dương Bách Xuyên cũng hiểu ra một đạo lý,
cho dù thần thông công pháp lợi hại đến đâu, có sư phụ bên cạnh truyền dạy và không có sư phụ chỉ dạy, giữa hai bên khác nhau như trời với đất. Cho đến nay sư phụ Vân Thiên Tà luôn dạy hắn tu luyện ở trạng thái nuôi thả, hơn nữa lấy danh rằng tự hiểu tự học là đồ của bản thân, tiềm lực trưởng thành sẽ rất lớn. Nếu sư phụ không ngủ say, Dương Bách Xuyên tuyệt đối muốn lý luận với ông ấy. Tự uy lực một kiếm đánh gục ba con thú cá sấu vượn người, cách nói này của sư phụ chỉ là ngụy biện. Trước kia lúc tu luyện tìm hiểu kiếm quyết Hắc Liên đều do chính hắn tự tìm hiểu tu luyện, không có người truyền dạy, khi đó linh hồn Hắc Liên vẫn chưa xuất hiện, chỉ đưa kiếm quyết Hắc Liên cho hắn tự tu luyện. Chính hắn cũng thói quen chỉ có bản thân đáng tin cậy, cuối cùng còn diễn biến kiếm quyết Hắc Liên vào trong trận pháp, còn từng cực kỳ tự đắc. Nhưng hiện tại Dương Bách Xuyên không suy nghĩ như vậy. Bởi vì sự thật thắng hùng biện. Uy lực kiếm Hắc Liên bát hoang vừa rồi cũng coi như linh hồn Hắc Liên tự truyền dạy cho hắn, cũng cải tiến cơ sở kiếm trận, truyền dạy rất nhiều tri thức tu luyện kiếm đạo. Lúc này có thể một kích đánh gục ba con thú cá sấu vượn người làm Dương Bách Xuyên hiểu ra bên cạnh có một sư phụ truyền dạy quan trọng cỡ nào. Một kiếm Hắc Liên bát hoang giết chết ba con yêu thú trong nháy mắt, đây là chiêu thức đối chiến quần thể. Còn có chiêu thức sau khi hợp nhất bát hoang thành kiếm chiêu càng cường đại hơn vẫn chưa sử dụng. May mắn có linh hồn Hắc Liên chỉ đạo thần thông chiến kỹ cho hắn. Lần trước ngay cả áo giáp da của thú cá sấu vượn người hắn cũng không cắt được, nhưng hiện tại sau khi thi triển kiếm kỹ Hắc Liên, thực sự giống như dùng laser cắt đậu hũ. Loại cảm giác này cực kỳ sảng khoái. Gào gào. Mùi máu tươi dày đặc dẫn phát hung tính của những con thú cá sấu vượn người khác. Hoặc nói cách khác sau khi thấy đồng bạn bị Dương Bách Xuyên chém giết, những con thú cá sấu vượn người khác nổi giận, cả năm con cùng lao lên. Dương Bách Xuyên nhíu mày lại, lạnh lùng nói, đám nghiệt xúc đến rất đúng lúc, đuổi theo ta như chó nhà có tang, hiện tại nên thanh toán. Chi chi. Lúc này chồn nhỏ kêu lên, rời khỏi bả vai của Dương Bách Xuyên, lao về thi thể bị vỡ thành mảnh nhỏ của mấy con thú cá sấu vượn người. Hiện tại Dương Bách Xuyên có tự tin có thể đối phó với 5 con thú cá sấu vượn người còn lại, không quản chồn nhỉ, lại giơ lên kiếm đồ long, chém ra một chiêu Hắc Liên bát hoang. Chẳng qua khóe mắt vẫn chú ý đến chồn nhỏ, thấy được chồn nhỏ ở trong thi thể của thú cá sấu vượn người, chính xác hơn là móng vuốt nhỏ mò vào trong phần đầu đào ra hạt châu màu xanh lơ lấp lánh ánh sáng. Hạch yêu tinh. Dương Bách Xuyên biết chồn nhỏ nhạy bén với thiên tài địa bảo. Không phải đồ tốt nó sẽ không động, hiện tại xem ra là phát hiện hạch yêu tinh. Hạch yêu tinh là nơi chứa đựng tu vi của yêu thú, đặc biệt là yêu thú cao cấp có thể sánh ngang với độ kiếp kỳ, hạch yêu tinh trong đầu cao hơn một bậc so với yêu đan. Yêu đan thì có trong cơ thể của yêu thú dưới hợp thể cảnh, bên trong chỉ chứa yêu lực. Hạch yêu tinh chỉ có yêu thú từ độ kiếp kỳ trở lên mới có, bên trong chứa yêu lực khổng lồ tinh thuần và sức mạnh yêu hồn. Cực kỳ chân quý, yêu thú có tu vi thực lực càng cường đại, lực lượng hạch yêu tinh trong đầu càng tinh thuần. Hạch yêu tinh có thể luyện đan, cũng có thể trực tiếp hấp thu luyện hóa gia tăng tu vi lực lượng của bản thân, trong các thương hội ở tu giả giới, hạch yêu tinh cũng không đủ cầu. Dương Bách Xuyên đối mặt với 8 thú cá sấu vượn người thực lực đều đạt đến độ kiếp hậu kỳ, hạch yêu tinh rất không tồi. Có chồn nhỏ đi theo bên cạnh, Dương Bách Xuyên bớt khâu quét tước chiến trường. Chồn nhỏ chính là đứa vừa tham tiền vừa tham ăn. Dương Bách Xuyên chém ra Hắc Liên bát hoang lần thứ 2, trực tiếp bao phủ 5 con thủ lĩnh cá sấu vượn người. Kiếm quang bao phủ, thú cá sấu vượn người phát ra tiếng gào. Gào gào gào. Trong nháy mắt thân thể của 2 con yêu thú bị kiếm khí chém nát, 3 con còn lại không chết nhưng cũng bị thương nặng. Dương Bách Xuyên nhảy lên chém vào một con cá sấu vượn người trước mặt. Gào. Thủ lĩnh cá sấu kêu thảm thiết, bị một kiếm của Dương Bách Xuyên chặn ngang chặt đứt, nhưng bản thân nó chiếm ưu thế về hình thể, nửa người trước vẫn mở ra miệng rộng lao đến cắn xé với tốc độ tia chớp. Dương Bách Xuyên kinh ngạc cảm thán với sinh mệnh ngoan cường của con thủ lĩnh cá sấu vượn người này, lật tay đánh xuống lần nữa. Nhưng lúc này một tia sáng rực rỡ lóe lên, xuyên qua đầu con cá sấu vượn người này, sau đó trên đầu con cá sấu vượn người xuất hiện một động máu. Chi chi chi. Gào gào. Bên tai vang lên tiếng kêu của chồn nhỏ và tiếng kêu thảm thiết của 2 con cá sấu vượn người còn lại. Lấy lại tinh thần nhìn lại,
thì ra là chồn nhỏ ra tay. Tốc độ của chồn nhỏ nhanh như chớp, biến thành một tia sáng xuyên qua, ba con thú cá sấu vượn người không chết đều bị chồn nhỏ xuyên thủng đầu. Chi chi chi. Ngay sau đó chồn nhỏ xuất hiện trước mặt Dương Bách Xuyên, đôi mắt tròn xoe tỏa sáng, móng vuốt nhỏ mở ra, ba viên hạch yêu tinh màu xanh lơ nằm trên tay. Dương Bách Xuyên nghe tiếng kêu đắc ý của chồn nhỏ, nhìn hạch yêu tinh trên móng vuốt của nó, trong lòng bị chấn động mạnh. Hắn cực khổ tìm hiểu thần thông, dùng kiếm quyết hắc liên mạnh nhất mới có thể chém giết thú cá sấu vượn người, nhưng chồn nhỏ nó có thể xuyên qua đầu của ba con thú cá sấu vượn người dễ dàng, trực tiếp moi hạch yêu tinh từ trong đầu yêu thú ra. Với tốc độ vừa rồi của chồn nhỏ, trông cực kỳ nhẹ nhàng, giống như máy móc chuyên đào hạch yêu tinh. Chỉ trong chớp mắt ba con thú cá sấu đã bị chồn nhỏ diệt sạch. Lúc ra khỏi hồ Càn Khôn, chồn nhỏ nói thực lực của nó cũng tăng lên, Dương Bách Xuyên cũng không để ý lắm, bởi từ lúc chồn nhỏ đi theo hắn, hắn cũng không trông cậy vào việc chồn nhỏ có thể có sức chiến đấu. Lần này làm chồn nhỏ đi theo hắn cũng chỉ muốn để nó làm nhiễu loạn yêu thú là được. Không ngờ chồn nhỏ lại biểu hiện kinh diễm như vậy. Mặc dù ba con thú cá sấu vượn người bị chồn nhỏ xuyên đầu đã bị kiếm khí của hắn đánh thương nặng, nhưng đó cũng là yêu thú cường đại, nhưng lại bị chồn nhỏ nhẹ nhàng xuyên đầu đào hạch yêu tinh. Nghĩa là, hiện tại chồn nhỏ cũng có thực lực chém giết yêu thú độ kiếp hậu kỳ. Nghĩ đến đây Dương Bách Xuyên hít một hơi sâu, nhưng trong lòng rất vui vẻ, hiển nhiên sau khi chồn nhỏ dùng ba viên hỗn nguyên bách chuyển đan, huyết mạch lại tiến hóa. Nhìn chồn nhỏ cầm ba viên hạch yêu tinh kêu liên tục, Dương Bách Xuyên biết chồn nhỏ đang nói, hạch yêu tinh là đồ tốt, ăn rất ngon. Dương Bách Xuyên dở khóc dở cười, có lẽ trong lòng chồn nhỏ không nghĩ đến thực lực của nó, mà chỉ nghĩ đến hạch yêu tinh, nghĩ đến ăn. Cho nên hắn biết có lẽ chồn nhỏ cũng chưa ý thức được nó có thực lực chém giết hoặc đánh gục yêu thú độ kiếp hậu kỳ. Nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên không ngừng cười khổ. Nhưng trong lòng lại rất vui vẻ. Huyết mạch của chồn nhỏ tiến hóa, thực lực tăng lên, chuyện này càng có lợi hơn cho quá trình di chuyển trong thái hoang của bọn họ. Quan trọng là sau khi chém giết 8 con thú cá sấu vượn người, chỉ còn lại mộ mình cá sấu vượn người vương màu trắng xám. Nhìn vẻ mặt tranh công của chồn nhỏ, Dương Bách Xuyên vươn tay xoa đầu của nó, cười nói, chồn nhỏ làm không tồi, thu lại tất cả hạch yêu tinh đó lại, sau này ta luyện đan làm đồ ăn vặt cho ngươi. Chi chi chi. Chồn nhỏ nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, liên tục kêu hoan hô. Qua, grow grow. Grow. Lúc này ở bên khác vang lên tiếng giống giận của vô nhân viên ngạc ngư màu trắng bạc và thú ngũ hành, Dương Bách Xuyên vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, lại thấy thú ngũ hành bị quất bay ra ngoài. Chồn nhỏ đi, đi giúp đỡ, giết yêu vương kia. Dương Bách Xuyên cầm kiếm đồ long gọi chồn nhỏ bước ra một bước đuổi tới chỗ thú ngũ hành và Lục Yên Chi. Dương Bách Xuyên vốn không mong chờ Lục Yên Chi và thú ngũ hành có thể làm vô nhân viên ngạc ngư màu trắng bạc kia bị thương, bây giờ nháy mắt lại thấy thú ngũ hành trực tiếp bị yêu vương trắng bạc quất một đuôi đánh bay ra ngoài, hai người rơi vào thế yếu rồi. Vô nhân viên ngạc ngư trắng bạc liên tục giống giận, Dương Bách Xuyên biết là vì hắn chém giết 8 thú nhân viên ngạc ngư khiến yêu vương nổi điên. Bùng lên quất cho thú ngũ hành một đuôi. Điều này cũng khiến Dương Bách Xuyên có thêm nhận thức đối với nhiệt xúc này. Nói thế nào thú ngũ hành bây giờ cũng là thực lực độ kiếp hậu kỳ, nhưng lại bị yêu vương này quất bay, điều này đủ để chứng tỏ, thực lực dũng mãnh của yêu vương này vẫn vượt qua tưởng tượng của Dương Bách Xuyên. Thật ra bây giờ Dương Bách Xuyên cũng không nhìn thấu được rốt cuộc yêu vương này là thực lực gì. Có điều cho dù có thể nhìn thấu hay không, hắn đều rất rõ một điều. Đó chính là giữa mấy người bọn họ và yêu vương này đã là cục diện không chết không thôi rồi. Đây có thể nhìn ra từ việc yêu vương có thể cố thủ ở nơi này 10 năm, huống hồ bây giờ hắn còn giết chết 8 thú nhân viên ngạc ngư bình thường, nhổ tận gốc cây thủy nguyên. Hai điều này cộng lại chắc yêu vương này sẽ không chịu để yên. Bây giờ cũng chỉ có con đường tử chiến. Chỉ là so với 10 năm trước. Bây giờ ít nhất hắn đã có sức lực để chống chọi chính diện với yêu vương. Hơn nữa thú ngũ hành, Lục Yên Chi cộng thêm chồn nhỏ đều có bước nhảy vọt về thực lực, mấy bọn họ phối hợp, ai chết trong tay ai còn chưa biết được. Lúc Dương Bách Xuyên lách mình qua, đúng lúc đối mặt với vô nhân viên ngạc ngư. Growl, đôi mắt đỏ máu của yêu vương vô cùng yêu dị, tiếng gào giống hoàn toàn thay đổi rồi,
trong âm thanh tràn đầy phẫn nộ vô biên, đôi mắt đỏ máu kia nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên, lấp lóe ánh sáng yêu dị. Dương Bách Xuyên thấy được sát ý trong mắt của yêu vương, nếu như ánh mắt có thể giết người, thì hắn đã bị giết rất nhiều lần trong ánh mắt của yêu vương. Rõ ràng là vừa rồi hắn chém giết 8 thú nhân viên ngạc ngư, đã hoàn toàn chọc giận yêu vương. Không giống lần đầu nhìn thấy ánh mắt của yêu vương, lần này Dương Bách Xuyên đối mặt với yêu vương này, không hề có cảm giác sau lưng lạnh toát như lần đầu kia. Trông bình tĩnh ung dung hơn rất nhiều, hắn biết đây là tâm thái thay đổi do thực lực tăng lên. Lúc này, yêu vương ngược lại không vội vàng nhào qua, còn Dương Bách Xuyên cũng đứng cách hơn 8-9 mét đối diện với yêu vương. Lục Yên Chi bước tới, tóc tai nàng ta hơi rối bù trông hơi nhếch nhác, nói, Dương đại ca cẩn thận, yêu vương này vẫn phi phàm như trước, độc dược ta luyện chế hình như vẫn không có ảnh hưởng quá lớn đối với hắn, đợi lát ta sẽ tìm cơ hội dùng độc lần nữa, độc dược mạnh nhất trong tay còn chưa dùng. Dương Bách Xuyên nhìn chằm chằm yêu vương không chớp mắt, nói với Lục Yên Chi, ta và thú ngũ hành trợ lực áp chế, cố gắng tạo cơ hội cho ngươi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 95.